webinar thuộc khuôn khổ tháng nghề nghiệp với chủ đề là The filter of Jobs được tổ chức bởi Trung tâm Phát triển Hợp sinh viên của trường Đại học Online và có sự đồng hành từ công ty cổ phần Top CV Việt Nam cũng như là Trung tâm Hỗ trợ Học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc thành đoàn. Và webinar ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những góc nhìn đánh giá về CV của ứng viên từ nhà tuyển dụng. Từ đó thì sẽ giúp cho các bạn sinh viên của chúng ta biết cách trình bày một bản CV ấn tượng với nhà tuyển dụng cũng như là chúng ta sẽ có cơ hội nâng cao được tỷ lệ được gọi là phỏng vấn và đến với buổi webinar ngày hôm nay thì những việc xin được đặc biệt hân hoan chào đón diễn giả của sự kiện ngày hôm nay chị phạm minh hiền giám đốc dự án hr partner của top cv hôm nay ấy, thì chị mong muốn là chị được chia sẻ với các em từ view của một người chị đã đi trước thế nhưng mà cũng là một người bạn đã có rất là nhiều năm đồng hành với các cái bạn trẻ à, cũng như là chị cũng sẽ đứng trên cái vai trò là tiếng nói thực ra là tiếng nói của nhà tuyển dụng nhưng mà lại là một cái uh, một cái lời khuyên đến cho các em để khi mà các em bước chân vào thị trường lao động ấy thì chị hy vọng là chúng ta có thể có những cái kiến thức cơ bản nhất để chúng ta gây ấn tượng đối với nhà tuyển dụng ngay từ vòng CV thì đầu tiên ý, đấy là tổng quan về một cái CV thì sẽ có rất là nhiều bạn uh, cũng như là kể cả các bạn ứng viên mà đã ra trường rồi nhá sẽ hỏi một cái câu hỏi với chị là nhà tuyển dụng sẽ mất bao nhiêu lâu để đọc được CV của các bạn. Thì không biết là có bạn nào trả lời được câu hỏi này không? Ồ 10 giây. <laughs> ok, có một bạn bạn nghĩ là 10 giây. Thì uh, chị nghĩ rằng là 10 giây thì hơi quá các em ạ. <laughs> 10 giây thì chắc là chúng ta sẽ không kịp có làm được cái gì đâu. Và có rất là nhiều bạn trả lời rất là đúng. Đấy là các anh chị thì thường là sẽ mất khoảng từ 30 cho đến 40 giây để có thể đọc được một CV. Uh, thì các em cứ thử nghĩ xem đấy là khi mà chúng ta có một cái CV uh, trước mặt chúng ta thì chúng ta thử xem là chúng ta làm như thế nào để chúng ta đọc được 30 giây với cái CV này rất là khó đúng không? Chắc chắn là rất là nhiều bạn cũng 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 sẽ thấy rằng là chị ơi không thể nào mà đọc cái CV này trong vòng 30 giây được bởi vì nó, nó có quá nhiều các cái thông tin. Thế nhưng mà thực tế đã chứng minh rằng là nhà tuyển dụng ấy, họ sẽ không có đọc chi tiết từng câu văn và từng câu chữ trong CV của các em mà nhà tuyển dụng sẽ chỉ lướt những cái keyword cần thiết trong hệ thống CV thôi. Đấy là lý do vì sao ấy mà họ chỉ tốn từ 30 đến 40 giây để có thể đọc được CV. Có một cái số liệu thống kê nữa ấy, mà chị rất muốn chia sẻ với các em đó là một ngày trung bình thì nhà tuyển dụng sẽ phải xử lý rơi vào tầm từ 200 đến 300 CV. Chưa kể những cái tác vụ khác như kiểu là gọi điện cho ứng viên, phỏng vấn hoặc là một số những cái công việc admin về liên quan đến lĩnh vực về tuyển dụng nữa. Thì cái khoảng số lượng CV này ấy là một trong những cái con số khá là lớn để nhà tuyển dụng có thể xử lý được rất là nhiều CV cùng một lúc. Thì đối với bản thân cá nhân của chị nhé, thì thời điểm đỉnh điểm mà chị xử lý số lượng CV trong một ngày thì chị sẽ xử lý rơi vào tầm độ khoảng 500 đến 800 CV một con số rất là lớn đúng không? Thì các em cứ nhân lên là 500 đến 800 CV mà khoảng tầm 20 đến 30 giây trên một CV thì một ngày chị đã phải mất khoảng bao nhiêu lâu để chị có thể đọc được một CV rồi. Vậy thì trong hàng ngàn, hàng vạn những cái CV mà nhà tuyển dụng họ nhận được ấy, các em phải làm như thế nào để nhà tuyển dụng có thể ngay lập tức họ bắt được những cái keyword cần thiết trong cái CV của các em để cho nhà tuyển dụng có thể ấn tượng ngay lập tức với cả CV của các em thì đấy chính là thành công của các em. Vậy thì có một cái tip nho nhỏ ấy mà chị rất là mong muốn được chia sẻ đó là nếu như mà sau khi mà em đã có một cái CV hoàn chỉnh rồi các em hãy thử đưa CV đó cho bạn bè của các em hoặc là người thân của các em đọc thử cái CV của các em xem là liệu họ có thể đọc được và bắt được những cái thông tin cần thiết trong khoảng 30 đến 40 giây hay không. Thì nếu như giả sử với một người chưa có kinh nghiệm làm về tuyển dụng hoặc là không có cái chuyên môn về tuyển dụng mà họ cũng có thể đọc được CV của các em trong vòng từ 30 đến 40 giây thì chứng tỏ rằng là CV của các em đang rất là rõ ràng và cụ thể, nó cũng sẽ giúp cho nhà tuyển dụng với những cái người mà có khả năng chuyên môn giống như nhà tuyển dụng ấy, có thể gọi là ngay lập tức là biết được là cái CV của các em đang viết về nội dung gì rồi. Thì đấy là một trong những cái chia sẻ của chị nhá. Hiện nay trên thị trường ấy thì chúng ta có rất là nhiều các cái phương pháp khác để chúng ta có thể tạo ra một cái CV online. Ví dụ như kiểu là không biết bạn nào ở đây đã biết đến hệ thống Canva chưa? thì chị bản thân chị nhá thì chị sử dụng Canva trong rất là nhiều những cái công đoạn làm việc của chị cũng như là chính CV của chị trước kia thì cũng đã tạo trên Canva chứ không phải là trên top CV thì Canva cũng là một trong những cái hệ thống online mà giúp cho các em có thể tạo CV một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả thì chị nghĩ rằng là đối với các bạn sinh viên ấy các bạn hãy tìm hiểu về cái tài khoản này nhá bởi vì là hệ thống Canva thì nó sẽ hỗ trợ cho các em không phải chỉ là là CV đâu mà sẽ còn là rất là nhiều các cái tác vụ liên quan đến design các cái sản phẩm về

và một số những cái bạn mà không biết sử dụng Canva hay là Top CV thì các bạn có thể sử dụng Microsoft Word thì cũng đã hoặc là Power ví dụ như kiểu PowerPoint hoặc là Word Excel ấy thì thực tế ra là chúng ta đã có thể tạo được một cái CV online rồi thì đây sẽ là một số những cái kênh để giúp cho các em hỗ trợ cho các em trong việc là tạo CV một cách nhanh chóng và hiệu quả về về mặt hình thức ấy, thì sẽ có rất là nhiều các cái bạn ứng viên có những cái gọi là thẩm mỹ, cái mắt thẩm mỹ khác nhau và bản thân nhà tuyển dụng cũng như vậy thì chị nghĩ rằng là đối với cả mỗi người thì họ sẽ đánh giá là về cái mặt màu sắc hay là hình thức của một CV theo một cái hướng khác nhau nên là chúng ta rất là khó để có thể phân định được là CV đấy nó là CV xấu hay là CV đẹp thì quan trọng nhất trong cái phần CV đó ấy, chắc chắn nó sẽ là phần nội dung chứ nó không phải là mặt hình thức thế nhưng tuy nhiên ấy, nếu như mà chúng ta bỏ qua cái câu chuyện hình thức là về là về mặt design hay là về mặt màu sắc ấy, thì những cái câu chuyện về mặt hình thức của một CV nó còn đi sâu hơn rất là nhiều nếu như vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để ít nhất là chúng ta đảm bảo được cái mức độ là hình thức của CV chúng ta nó mang cái tính chất chuyên nghiệp nhất và nó phù hợp nhất đối với cả cái môi trường công sở và cái câu chuyện là mục đích của chúng ta là đi apply vào một cái doanh nghiệp nào đó thì chị đã đã tự đúc kết ra được là sẽ có ba cái nguyên tắc vàng khi các em viết một CV mà các em áp dụng ba cái nguyên tắc này sẽ cực kỳ cực kỳ là hiệu quả thứ nhất đấy là nguyên tắc liên quan đến SEO hệ thống đọc SEO của Google. Khi mà các em vào trong một cái hệ thống website thì các em sẽ có xu hướng là quét SEO có nghĩa là cái bộ từ khóa ấy, từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Tức là với Google ấy, thì Google sẽ tự động là đọc những cái cái từ khóa cái keyword trên một cái hệ thống website theo cái hướng mà chị vừa trao đổi thì cái hướng này nó cũng giống như kiểu là cái hướng mà các em đọc sách. Ấy. Các em sẽ có xu hướng là đọc sách từ trên xuống dưới và từ trái sang phải đúng không? Chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta đọc ngược lại hay là chúng ta đọc từ dưới lên trên cả. Chính vì thế nên là cái CV của các em ấy cũng sẽ phải viết như thế nào mà nó đáp ứng được cái nguyên tắc này là cái nguyên tắc đầu tiên. Phải viết như thế nào để tất cả các cái keyword mà các em mong muốn hoặc là những cái phần nội dung mà các em cảm thấy quan trọng nhất phải được đi từ trên xuống dưới và từ trái sang phải thì một lúc nữa khi mà chúng ta review các cái CV mà chị có đưa mẫu ở đây ấy, thì các bạn sẽ có thể tự nhìn nhận được xem là cái CV đó đã đáp ứng được cái nguyên tắc vàng đầu tiên này của chị Hiến hay chưa nếu như giả sử trong trường hợp mà nó chưa áp dụng được theo cái nguyên tắc này thì đồng nghĩa với việc là CV đấy đã chưa có thể đáp ứng được cái việc là quét từ khóa hiệu quả của bên Google thì cái đấy là cái đầu tiên nha thứ hai đấy là cái nguyên tắc mà one page only thì tại sao lại có nguyên tắc là one page only dịch cái tiếng việt đơn giản thôi nó là nguyên tắc trong một trang giấy đúng không thì tại sao mà chị hiền lại hay viết với nguyên tắc trong một trang giấy khi mà google ấy, họ có đưa ra rất là nhiều cái lời khuyên đối với cả bên top cv ấy, thì chị nhận thấy một điều là nếu như chúng ta viết quá dài hoặc là chúng ta làm một cái báo cáo quá dài thì đơn giản đấy là chúng ta không viết được những cái thứ trọng tâm trong cái phần báo cáo đó thì giống như cv cũng vậy nếu như chúng ta coi CV là một trong những cái điều những một trong những cái công cụ để chúng ta viết rất là nhiều về chính bản thân chúng ta và viết rất là dài trong cái quá trình mà chúng ta làm việc thì câu chuyện là chúng ta không bao giờ có thể tập trung vào bất kỳ một cái vấn đề gì đó trong CV đó được thì đồng nghĩa với việc là các em cũng không thể truyền tải được cho người khác và những nhà tuyển dụng mong muốn biết được những cái thứ nổi bật nhất và ấn tượng nhất từ chính bản thân các em. Chính vì thế nên chúng ta hãy cố gắng là chúng ta chỉ viết CV trong khoảng một trang giấy thôi. Và những cái mà chúng ta viết ra nó sẽ phải đảm bảo cái yếu tố là nổi bật nhất và là những cái cần thiết nhất mà chúng ta muốn sâu họp từ chính bản thân chúng ta. Thì cái đấy là nguyên tắc thứ hai. Và nguyên tắc thứ ba là hãy cố gắng làm cho tất cả những cái mà chúng ta viết trở thành một một được đo lường và có những cái số liệu thống kê rõ ràng có nghĩa là như thế này giả sử như chúng ta viết về một cái vấn đề nào đó mà chúng ta định lượng chúng nó được định lượng và định tính nó thành một cái chuỗi số liệu thì cái mức độ tin cậy cũng như là những cái mức độ về mặt logic và khoa học trong cái phần viết đó của chúng ta nó sẽ đạt được ở cái mức chuyên nghiệp và một cái mức cao nhất ví dụ như kiểu là khi mà các em viết về mục tiêu ấy các em đừng viết đơn giản đấy là chúng ta mong muốn trở thành một nhân viên chuyên nghiệp mà chúng ta hãy viết dưới hình thức là chúng ta có số liệu thống kê rõ ràng. Ví dụ trong khoảng từ 2 tháng đến 3 tháng tiếp theo khi chúng ta làm một doanh nghiệp thì chúng ta mong muốn trở thành ai, chúng ta mong muốn học hỏi được cái gì. Sau đó thì là một năm đến 3 năm thì chúng ta sẽ trở thành ai và chúng ta học hỏi được cái gì. Tương tự như vậy, đối với cả phần liên quan đến phần kinh nghiệm làm việc, chúng ta cũng phải đưa những cái số liệu thống kê vào trong cái phần viết của chúng ta để đảm bảo cho cái tính logic của cái phần số, cái tính logic và cái độ tin cậy của cái phần mà chúng ta viết được cao nhất thì làm như vậy sẽ giúp cho nhà tuyển dụng ngay lập tức đánh giá được các em có phải là những cái người mà thứ nhất có tư duy logic và khoa học hay không. Thứ hai là những cái người mà có khả năng hoặc là chuyên môn thực sự trong cái công việc đó hay không. Bởi vì nếu như mà chúng ta có khả năng và chuyên môn thực sự ấy thì chúng ta mới đưa ra được những cái kết quả đúng không? và chúng ta mới có những cái số liệu thống kê cần thiết trong cái phần kết quả làm việc đấy của chúng ta thì đấy là ba cái nguyên tắc đầu tiên mà chị Hiền rất là mong muốn được chia sẻ với các em để cho về sau ấy khi mà chúng ta review qua từng phần nói và từng cái phần nội dung mà chị Hiền chia sẻ sau đây thì các em cũng tự đối chiếu được ba cái nguyên tắc đầu tiên mà chị Hiền vừa nói thì liệu nó có đúng và nó có đáp ứng được cái nguyên tắc đấy hay không nhá. À, hình thức của một CV thì nó không chỉ quyết định bởi những cái yếu tố liên quan đến màu sắc hay là những cái hình thức design trong cái hệ thống cv đó mà nó sẽ còn có những cái yếu tố khác nữa thì đầu tiên ấy yếu tố mà chị đang mong muốn được các em uh, nốt lại ở trong cái phần này đấy là phần bố cục của cv. Thì phần bố cục của CV ở đây ấy, đấy là các em có thể nhìn thấy hai cái ví dụ mà chị Hiền có đưa ra trong phần màn hình. Thì phần phía bên tay trái của chị, đấy là những cái CV mà nó được viết mà chị đánh giá là nó không được tốt bằng so với cả bố cục CV ở phía bên tay phải. Ấy. Lý do ấy là bởi vì các em sẽ nhìn thấy cái phần phía bên tay phải nó sẽ chia làm các cái bầu mục rất là rõ ràng. Và khi mà nhà tuyển dụng họ muốn biết về cái phần đầu mục nào thì họ có thể ngay lập tức là họ bắt được cái keyword ở trong cái CV này đúng không? Nhưng mà còn cái CV còn lại ấy, thì là một cái CV mà chúng ta phải đọc từ trên xuống dưới và nó cũng không có hề có một cái điểm nhấn nào hay là có một cái sắp xếp bố cục nào cả thì đọc đặc biệt là đối với kiểu nhà tuyển dụng mà họ đọc trong vòng 30 40 giây ấy, là chị không thể lướt được xem là cái CV đầu tiên này nó đang viết về cái gì thì cái đấy chính là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái phần hình thức của CV nhá và có một cái phần nữa đấy, đấy là liên quan đến cái uh, cái 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 phong chữ của cái cv mà chúng ta được viết thì hiện nay ấy, đối với cả những cái CV mà nó mang đi để mang cái tính chất là apply cho các bên nhà tuyển dụng Thì chúng ta sẽ chỉ nên sử dụng một phong chữ cố định thôi Và chúng ta sẽ đừng cố gắng là chúng ta đừng làm cho cái kích cỡ của cái chữ đấy nó bị thay đổi uh, gọi là liên tục Ví dụ như kiểu là uh, ở trên ấy, thì chúng ta để title là kích thước, thước là 16 uh, chẳng hạn Thế xong rồi ở dưới thì chúng ta lại giảm xuống còn 10 hoặc là 12 chẳng hạn Thì làm như thế nó sẽ làm cho cái CV của các em nó rất là dối và nó sẽ nhìn nó sẽ rất là xấu chính vì thế nên là chúng ta hãy cố gắng là chúng ta chỉ để một phông chữ và một kích cỡ chữ thôi và cái việc mà chúng ta làm ấy để nhấn mạnh được cái phần keyword mà chúng ta mong muốn um, gọi là mong mong muốn được chia sẻ ấy, đấy là chúng ta hãy đổi tên của cái phần uh, của cái phần đầu mục đó hoặc là chúng ta sẽ in đậm hoặc là im nghiêng gì đó để có thể phân biệt nó với cả những cái phần thông thường khác thì đấy là cái cách mà chị rất là hay làm còn cái phần phong chữ mà các em sử dụng ấy thì lời khuyên của chị là các em hãy chỉ nên sử dụng các cái phong chữ tiếng việt cơ bản ví dụ như kiểu là tham new roman hoặc là er thôi chứ chúng ta đừng nên sử dụng quá nhiều những cái phong chữ mà nó cầu kỳ khác thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bản thân như chị là người làm về tuyển dụng ấy chị đọc vào thì chị cũng sẽ thấy nó nó sẽ rất là rối mắt và nó sẽ kiểu thực sự là các em sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu khi mà các em đọc một cái văn bản như vậy nhé mà những cái công việc mà yêu cầu nhiều về vấn đề liên quan đến ngoại hình thì chúng ta nên có để ảnh trong cv Ví dụ như kiểu là chúng ta apply vào những cái vị trí về lễ tân, hành chính nhân sự, marketing, đối nội, đối ngoại hoặc là những cái vị trí mà sale hoặc là kinh doanh mà phải đi gặp gỡ rất nhiều đối với các khách hàng chẳng hạn thì những cái công việc đó rõ ràng là trong JD của nhà tuyển dụng họ thường sẽ ghi rằng là ngoại hình ưa nhìn. Thì chị nghĩ rằng những cái trường hợp như vậy các em bắt buộc phải có ảnh trong CV thế còn đối với những cái vị trí mà thật sự không có cần đến vấn đề về ngoại hình cho lắm ví dụ như kiểu là với vị trí về kỹ thuật IT chẳng hạn thì những vị trí đó về cái mặt chuyên môn và đánh giá về mặt kinh nghiệm nó sẽ quan trọng hơn so với cả với cả ảnh và ngoại hình của các em thì các em có thể bỏ qua cái phần này và không bắt buộc phải đưa ảnh vào trong CV vậy thì khi mà chúng ta đưa ảnh vào trong CV chúng ta sẽ phải có những cái lưu ý gì thứ nhất ấy, đấy là các em có thể nhìn thấy chị hiền đánh rất là nhiều dấu nhân cho những cái ảnh mà hiện nay đang hiển thị trên màn hình thì dấu nhân này có nghĩa là chị xin phép được từ chối những cái ảnh như thế này nhé chứ không phải là chị sẽ đồng ý những cái ảnh như thế này đâu thì các em sẽ nhìn thấy rằng ví dụ như kiểu là chúng ta hay có những cái ảnh thẻ ấy. ảnh thẻ là cái ảnh mà chúng ta sử dụng rất là nhiều để chúng ta làm hồ sơ hoặc là thậm chí là chúng ta làm uh, chứng minh thư nhân dân đúng không thì chúng ta không nên đưa vào trong cv Lý do ấy, là bởi vì là những cái ảnh như thế này ấy, thì theo như cá nhân của chị và bản thân chính bản thân chị cũng thế thôi. Đó là chị cảm thấy chị không được xinh đẹp gì lắm cho những cái hình ảnh như thế này. Đặc biệt là chắc là các bạn nữ khi mà các bạn ý đi làm chứng minh thư nhân dân thì các bạn ý sẽ không được phép đánh son, đánh phấn hay là các bạn không được make up đúng không? vậy thì rõ ràng là cái ảnh của chúng ta nó nó sẽ rất là xấu, nói thật là nó sẽ rất là xấu và thứ hai nữa là nhìn nó không được tươi tắn cho lắm thì chị nghĩ rằng là đối với cả các bạn nữ ấy, mà muốn show off về phần liên quan đến ngoại hình ấy thì ảnh hình ảnh như thế này còn làm cho các bạn trở nên gọi là xấu đi trong mắt nhà tuyển dụng nữa thì tốt nhất ấy, là nên không nên để những cái hình ảnh như vậy vào trong CV thứ hai ấy, đấy là có rất là nhiều bạn thì các bạn ấy hay chơi hay đi chụp ảnh các bạn ấy hay tự sướng các bạn ấy hay có những cái ảnh cá nhân mà chụp bằng điện thoại thì liệu các bạn thì có nên đưa vào trong cv hay không thì lời khuyên của chị là chị nghĩ là cũng không nên đưa vào trong cv lý do ấy là những cái hình ảnh như thế này ấy, thì đâu đó nó lại không đủ tính chất formal và nó lại mang cái tính chất gọi là giải trí nhiều quá thì với cái môi trường như kiểu là làm việc hay là công sở ấy thì nó lại không phù hợp và nó thực sự là nó không không thể hiện được cái tính chất chuyên nghiệp của các em thì tốt nhất là các em cũng nên bỏ qua cái hình thức như thế. Còn có một bạn nữa bạn ấy hỏi trong cái phần trò chuyện với chị là thế nếu mà xinh thì để ảnh thẻ có được hay không? Thì lời khuyên của chị là nếu mà em cảm thấy đủ tự tin và đủ xinh ấy thì chị nghĩ rằng là để ảnh thẻ thì cũng vẫn được thôi. Thế nhưng tuy nhiên ấy có một cái điều mà chị rất là không thích ở ảnh thẻ đó là cái phông nền ở phía đằng sau thì nó hơi mang cái tính chất là uh, nó nó bị gọi là như thế nào ấy nhỉ chị chị xin chị xin phép được sử dụng một từ nó không được hay ho cho lắm là nó hơi bị mang cái tính chất là theo kiểu dạng là mình mình đi làm những cái công việc mà liên quan đến chứng minh thư nhân dân với cả những cái công việc nhà nước nhiều quá ấy, thì chị cảm thấy rằng là nó đúng rồi. Có một bạn sử dụng một từ là chị thấy đúng đấy, nhưng mà chị xin phép là được nói nó nói nói luôn ở đây là nhìn nó hơi phèn. Chính xác là nhìn nó hơi phèn một tí thì bản thân là các em cũng sẽ cảm thấy rằng là nghe có vẻ là nó không được sang cho lắm mà không sang như thế thì có vẻ là không đủ tính chất của và đẳng cấp của một cái người mà theo kiểu là như mình đúng không? thì có thể là maybe là mình nên bỏ qua. Vậy thì hình ảnh như thế nào thì sẽ là ok nhất? Thì chị xin giới thiệu những cái hình ảnh CV mà chị cảm thấy rất là ok ở đây. Thì uh, chúng ta hãy lựa chọn những cái hình ảnh mà cái phong của nó có thể maybe không phải là phong xanh mà nên sử dụng những cái phong màu khác để nó tránh cái trường hợp là mình cảm giác như kiểu là mình đang chụp cái ảnh đấy để mình làm chứng minh thư hay là mình để làm hồ sơ chẳng hạn. Và thứ hai nữa, đấy là chúng ta hãy cố gắng là chúng ta có một cái nụ cười và cái khuôn uh, khuôn mặt của chúng ta theo kiểu dạng là chính chính diện để cho nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy rõ nhất về cái chân dung của em và cái hình ảnh đó nó phải đang được mặc những cái bộ trang phục mà nó mang cái tính chất văn phòng và những cái tính chất chuyên nghiệp cao ví dụ như kiểu là hai anh chị ở đây thì hai anh chị mặc vest chẳng hạn hoặc là thông thường thì các em thể nào các bạn sinh viên ở đây thì các bạn thì cũng bây giờ rất là hay có nhiều mốt mà mặc blazer đúng không thì chúng ta có thể sử dụng những cái hình ảnh như thế cũng được còn ví dụ như kiểu là có bạn nói rằng là phong là phong cảnh ở các quán cà phê ấy, thì chị nghĩ rằng là các em nên cố gắng là hình ảnh của chúng ta không phải là hình ảnh toàn thân mà nó sẽ là hình ảnh bán bán thân trở nên thôi và cái background của nó phải là tối giản nhất để nó nổi bật lên được cái hình ảnh của các em nó nên là ảnh chân dung chứ nó đừng nên là những cái hình ảnh như kiểu là chúng ta đang selfie với bạn bè hoặc là chúng ta đang chọn những cái góc ảnh để cố gắng gọi là nó fashion nhất có thể chẳng hạn thì chị nghĩ là những cái hình ảnh đấy nó không nên đấy thì chúng ta nên cố gắng là những cái hình ảnh như thế này thì mỗi bạn ấy nên thử xem là liệu trong kho ảnh của chúng ta đã có những cái hình ảnh mà nó đảm bảo được cái yếu tố về mặt văn phòng như vậy chưa còn nếu mà chưa có đảm bảo được cái yếu tố đó ấy, thì lời khuyên của chị là tốt nhất là mình không có cái gì đẹp thì tốt nhất là mình nên bỏ qua đúng không mình cũng không cần phải đưa vào trong cv cũng được thì nhà tuyển dụng với bản thân như chị là chị đọc rất là nhiều cv rồi thì chị cũng không cảm thấy cái điều đó là có vấn đề gì đối với chị cả đó Vậy thì trong cái phần đầu tiên ấy liên quan đến thông tin cá nhân thì chị Hiền đánh giá luôn tại sao chị lại nói cái phần này đầu tiên vì phân tin cá nhân nó sẽ là một trong những cái quan trọng quan trọng nhất của các em luôn ví dụ như thế này chúng ta hiểu đơn giản là giả sử như chị Hiền rất là ấn tượng với cái CV này chị Hiền rất là thích bạn này rồi nhưng mà chị Hiền tìm mãi không thấy con tách của bạn này đâu chị kéo mãi kể cả trên kể cả dưới chị đều không thấy con tách của bạn này đâu vậy thì làm sao để chị có thể liên hệ được với ứng viên này đúng không Vậy thì khi mà chúng ta đưa cái phần thông tin cá nhân ấy, chúng ta hãy luôn có một cái tư duy là à, tôi đưa ngay lập tức để cho nếu như anh thích tôi, anh có thể ngay lập tức liên hệ được với tôi. Và nếu như anh cần tìm hoa tách của tôi thì nhìn một phát là chúng ta đã có thể ra ngay rồi. Và gần như kiểu là cái thông tin cá nhân nó sẽ là ở cái phần tiêu đề và cái tổ của các em ấy. Chính vì thế nên là cái hệ thống CV thường sẽ được viết cái phần thông tin cá nhân ở phía trên đầu tiên hoặc là phía bên tay trái giống như kiểu là chị Nguyễn Tân A ở đây chị đã ghi như thế này. Bởi vì ấy, khi mà các em đọc ấy, theo cái hướng đầu tiên mà chị vừa chia sẻ với các em là đọc từ trên xuống dưới và từ trái sang phải thì cái phần thông tin nó ở phần đầu tiên thì dễ dễ đọc nhất hoặc là phần bên tay trái thì ngay lập tức là nhà tuyển dụng họ sẽ có thể ngay lập tức catch up được cái thông tin của các em rồi đúng không? Và với chị Hiền ấy thì thực tế ra ấy, chị Hiền chỉ cần quan tâm đến ba cái thông tin chính trong cái phần liên quan đến thông tin cá nhân thôi. Thứ nhất, họ tên của các em phải đầy đủ và chị nhấn mạnh đây là họ và tên nhé chứ không phải là cái chức cái, cái cái gọi là cái tên thân mật của các em. Ví dụ như kiểu có rất là nhiều bạn các bạn để trong phần CV là Jimmy Vũ hoặc là Steven, hoặc là Helen hoặc là gì gì đó thì bản thân đấy không phải là cái tên thật của các bạn mà nó sẽ là cái danh hiệu mà các bạn tự đặt ra cho bản thân mình thôi thì chúng ta không nên đưa vào trong cái phần đầu tiên. Hoặc là nếu như chúng ta có đưa vào thì chúng ta sẽ để trong cái phần ngoặc. Trong cái phần ngoặc. Ví dụ như kiểu là Nguyễn Văn A mở ngoặc Steven chẳng hạn thì chúng ta nên đưa hình thức tên như vậy và thứ hai đấy là liên quan đến vị trí ứng tuyển của chúng ta chúng ta phải ghi rõ ràng và thể hiện trong cv cuối cùng đấy là cái cách thức liên hệ của chúng ta sẽ là gì thì cái phần cách thức liên hệ này chị hiền chỉ mong muốn những thông tin như sau Thứ nhất, đấy là cái năm sinh, ngày tháng năm sinh của chúng ta thì chúng ta nên đưa vào để nhiều khi nhà tuyển dụng có thể lướt một phát là biết ngay cái độ tuổi của các em ấy nó có match được với cả cái văn hóa của công ty và nó có đang ở trong cái độ tuổi mà nhà tuyển dụng họ đang tuyển dụng hay không. Thứ hai đấy là cái phần liên quan đến số, contact số điện thoại của các em và cuối cùng là cái phần liên quan đến email của các em. Ngoài ra nếu như giả sử các em có những cái hệ thống mà làm việc riêng, ví dụ như kiểu là LinkedIn thì chúng ta có thể đưa vào cũng được. Và có một bạn thì bạn Linh có hỏi với chị ở trong phần chat đấy là số điện thoại thì có thể nên ghi cách ra thì mới đúng đúng không? Thì bản chất là phần số điện thoại này ấy, nếu như mà theo chuẩn quốc tế thì chúng ta đúng là phải ghi cách ra là phải ra ghi cách đâu ra. Ví dụ như kiểu bốn số đầu tiên chúng ta cách ra và tiếp theo là đến ba số tiếp theo hoặc là chúng ta phải có dấu chấm giữa những cái phần đó thì thực tế ra ấy, là đối với cả nhà tuyển dụng ấy thì Bản thân họ cũng không có ke quá nhiều đến cái vấn đề này. Nhưng mà mình cố gắng làm như thế nào để trông nó chuyên nghiệp nhất có thể. Tuy nhiên có một phần rất là quan trọng, đấy chính là email của các em. Hiện nay ý, có rất là nhiều bạn các bạn để viết cái phần email là uh, một cái email nó rất nó rất loại là gì nhỉ, cute, nhiều bạn để email là cún con a uh, gmail.com thì những cái uh, email như vậy ý, với nhà tuyển dụng nó là cực kỳ tối kỵ lý do ấy là bởi vì nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá ngay đấy là em chưa thực sự bắt đầu vào cái thị trường gọi là thị trường tuyển dụng và business mà em mới chỉ đang dừng lại ở tư duy của một bạn học sinh sinh viên các bạn ý đi làm những cái công việc mà nó không có mang cái tính chất chuyên nghiệp thôi thì các em hãy cố gắng là cái phần email nó phải được tạo nên bởi chính cái cv của các, à, đợt tính chính cái tên của các em và hoàn toàn trong email có thể có số cũng được không có vấn đề gì cả nhưng mà khi mà đọc cái tên email ấy, nó đã phải thể hiện là em là một trong những người rất là chuyên nghiệp rồi. Đừng có gọi là để một cái tên email quá dài. Bởi vì khi mà tên email quá dài ấy, nó sẽ dẫn đến tình trạng là nhà tuyển dụng họ rất là khó để ghi nhớ trong đầu cái email của các em. Và lúc đó thì nhà tuyển dụng cứ phải nghĩ xem là Ơ ờ, bạn này, bạn bạn này email là gì nhỉ? Ô thôi chết rồi bạn mày email là gì nhỉ? Mình không nhớ ra. Đấy kiểu kiểu như vậy. Thì các em hãy làm như thế nào để cho cái email của các em dễ nhớ nhất có thể nhá Thì cái đấy là cái đầu tiên nha. Rồi, thứ hai nữa có một có một số bạn hỏi chị là có nên để link Facebook trên cái phần liên quan đến thông tin cá nhân hay không? Thì chị xin được trao đổi với các em như thế này. Bây giờ ấy, nhà tuyển dụng họ có một cái uh, rất là hay, đấy là họ sẽ có thể ngay lập tức họ tìm được Facebook và các thông tin cá nhân của các em, bởi vì mạng xã hội hiện nay ấy, nó là thời điểm 4.0 rồi nó là thế giới phẳng rồi chính vì vậy trừ khi là các em không hề có hoạt động trên bất kỳ một mạng xã hội nào thì nhà tuyển dụng mới không thể tìm được thông tin của các em thôi ờ, nhưng mà cái điều này nó sẽ có những cái điểm ưu điểm và những cái nhược điểm khác nhau nhá ưu điểm của nó ấy, đấy là nhà tuyển dụng có thể ngay lập tức uh, check được xem về cái nhóm tính cách con người của các em và xem xem là em có phù hợp với cả cái văn hóa của công ty hay không thì cái đấy là cái đầu tiên nhưng cái nhược điểm của nó ấy đấy là khi mà các em để những cái đường link facebook hoặc là tiktok như vậy hoặc là instagram như vậy thì có một số những cái bạn mà bạn ý sử dụng facebook để uh, hoạt động dưới hình thức cá nhân quá nhiều Ví dụ như kiểu là đối với chị chẳng hạn thì Facebook của chị gần như là các em sẽ không có nhìn thấy được quá nhiều các cái phần uh, gọi là thông tin cá nhân của chị đâu. Ví dụ như kiểu về về cuộc sống cá nhân, chia sẻ cá nhân của chị chẳng hạn thì chị sẽ rất là hạn chế cái vấn đề đó mà chị sẽ thiên nhiều về mặt công việc hơn thì lúc đó em có thể để link Facebook cũng được còn nếu như giả sử trong trường hợp mà em sử dụng cái facebook cá nhân của em để làm rất là nhiều các cái công việc cá nhân khác thì chị nghĩ là hoàn toàn các em có thể bỏ qua cũng được và chúng ta không cần phải để link facebook vào làm gì cả thì cái mà các em nên đưa vào ấy lời khuyên của chị đấy là các em nên đưa link link in vào cái link in này ấy, nó thể hiện được rất là rõ cái công việc của các em cũng như là cái tính chất chuyên nghiệp của các em đó nên là các em hãy cố gắng là chúng ta đưa link in vào nha Em không xài thì chị nghĩ rằng là không cần cho vào cũng được. Đối với nhà tuyển dụng thì không có có đường link này thì cũng không có vấn đề gì nhá nhưng mà lời khuyên của chị là chúng ta nên sử dụng thôi bởi vì là khi mà em có LinkedIn ấy thì cái việc công việc của LinkedIn nó không chỉ tận dụng trong cái công việc lên công tác liên quan đến tuyển dụng và đào tạo nhân sự đâu mà nhiều khi về sau ấy nó còn là xây dựng hình ảnh cá nhân thương hiệu của em này rồi nó còn là business nó còn là công việc kinh doanh rất là nhiều các cái yếu tố cấu thành khác nữa và có rất là nhiều những cái buổi thảo hội thảo và workshop chuyên môn rất là hay mà được tổ chức trên LinkedIn chẳng hạn thì chị nghĩ rằng là các em có thể gọi là tìm hiểu thêm về link in và xem xem là cách xài link in như thế nào nhé còn trong chương trình và khuôn khổ của buổi ngày hôm nay ấy, thì chị hiền hơi khó một chút để có thể chia sẻ sâu với các em về phần link in nha đó thì đấy là cái phần thông tin đầu tiên ok vậy có một cái phần thứ hai mà chị hiền thấy rằng là rất là nhiều bạn bỏ qua nhưng mà đối với nhà tuyển dụng thì lại vô cùng quan trọng đấy là phần liên quan đến mục tiêu nghề nghiệp không biết là các bạn có nhớ cái câu hỏi đầu tiên khi chị hỏi các em đấy là nếu giả sử em là một người chưa có kinh nghiệm đi làm em chưa có một cái gọi là quá trình làm việc gì cả thì em sẽ phải viết cv như thế nào cho ấn tượng thì đối với cả rất là nhiều bạn trẻ các bạn sẽ bị hoang mang và các bạn ấy sẽ bị mất ngay một cái phần mà được đánh giá là quan trọng nhất trong một CV. Thì đối với chị Hiền ấy, chị Hiền sẽ có một cái yếu tố thứ hai mà chị đánh giá quan trọng không kém, đấy là phần liên quan đến mục tiêu nghề nghiệp. Mục tiêu nghề nghiệp của các em ấy, tại sao mà luôn được để lên trên đầu? Bởi vì đối với những cái bạn ứng viên ấy mà khi mà chị hiền đọc về cái phần mục tiêu nghề nghiệp mà các bạn có một cái định hướng công việc rất là rõ ràng thì đồng nghĩa với cái việc là em sẽ là một người có khả năng gắn bó với công ty, nếu như mà mục tiêu của công ty match được với cả mục tiêu nghề nghiệp của các em và công ty có thể đáp ứng được cái mục tiêu nghề nghiệp của các em. Thứ hai, đấy là với những cái bạn mà có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng thì đồng nghĩa với việc là bạn ấy sẽ làm rất là nhiều cách để bạn ấy có thể đạt được cái mục tiêu đó. Còn với những cái bạn mà các bạn ấy chưa có một cái mục tiêu nào rõ ràng cả thì chắc chắn là khi mà các bạn ấy vào doanh nghiệp hoặc là vào một công ty ấy, thì các bạn ấy thường sẽ cảm thấy rất là mông lung. Và đấy là lý do vì sao có rất là nhiều bạn nghỉ việc sau khoảng chỉ có khoảng 2 đến 3 ngày làm việc với doanh nghiệp thôi là các bạn ấy nghỉ việc rồi. Bởi vì bản chất là các bạn ấy không biết là mục tiêu của các bạn ấy ở doanh nghiệp đấy là gì thì chị Hiền khuyên là cái việc đầu tiên để các em có thể viết được CV thành công chính là các em phải đặt ra được mục tiêu cá nhân của mình một cách rất là rõ ràng. Đấy thì cái đấy là cái phần đầu tiên nhá. Ok và chị có một cái ngắt đoạn một chút là chị rất là cảm ơn bạn Thắng nhá để bạn đã nói qua một số những cái tác dụng của LinkedIn để cho các bạn khác cũng có thể biết thêm về LinkedIn rồi rồi vậy thì theo đúng cái nguyên tắc của chị Hiền là gì nhỉ đầu tiên này số liệu chúng ta viết CV phải đi theo chiều đọc của nhà tuyển dụng là từ trên xuống dưới và từ trái sang phải vậy thì cái phần mục tiêu nghề nghiệp nó sẽ là một trong những cái phần quan trọng thứ hai sau khi mà chúng ta viết về những cái thông tin cá nhân của chúng ta đúng không thì cái phần này phải được đưa lên trên đầu hoặc là theo đúng nguyên tắc thì nó vẫn có thể viết ở phía bên tay trái ở phía dưới của cái phần liên quan đến thông tin cá nhân cũng được thì cái phần liên quan đến mục tiêu nghề nghiệp ấy nó phải đáp ứng thêm một cái tiêu chí nữa thứ ba của chị Hiền mà nó là một trong những nguyên tắc vàng viết CV đó là nó sẽ phải được lượng hóa một cách rất là rõ ràng và cụ thể vậy thì làm như thế nào để các em có thể lượng hóa được rất là đơn giản thôi đấy là chúng ta hãy cố gắng là chúng ta viết cái phần mục tiêu này theo như thứ tự là từ 3 đến 6 tháng ngắn hạn đến dài hạn thì chúng ta có thể lượng hóa được cái phần này rất là rõ ràng và cụ thể và ngoài ra ấy, thì chúng ta hãy cố gắng là chúng ta viết cái phần mục tiêu đấy nó thực sự là nó phải rất là cụ thể và rõ ràng ra chứ chúng ta đừng viết chung chung như kiểu là chúng ta sẽ mong muốn trở thành một người chuyên nghiệp hoặc là được làm việc trong một công ty chuyên nghiệp chẳng hạn thì câu chuyện là những cái phần từ, từ chuyên nghiệp đấy em không thể nào mà em đánh giá và em định lượng ra được đúng không Vậy thì chúng ta phải phải làm như thế nào để chúng ta định lượng và chúng ta đánh giá được rõ ràng cái phần mục tiêu của chúng ta thì khi mà viết ở về phần mục tiêu nghề nghiệp ấy, nhà tuyển dụng họ mới đánh giá cao em và họ mới ngay lập tức là cho em gọi là cho các em vượt qua vòng hồ sơ và đi phỏng vấn luôn. Đấy thì chúng ta hãy cố gắng là làm cái điều đấy. Thì ví dụ như chị Hiền chẳng hạn thì khi mà chị lần đầu tiên chị viết CV, cái phần này chị sẽ viết như thế này. Trong vòng 3 tháng đầu tiên tại doanh nghiệp Tôi muốn trở thành uh, best seller tại công ty với uh, tỷ lệ mà chốt hợp đồng và phần trăm hoa hồng gọi là cao nhất trong team chẳng hạn. Uh, chúng ta có thể đưa ra một con số nào đó. Sau đó là trong vòng một năm tiếp theo tôi muốn trở thành một trưởng nhóm uh, về mặt kinh doanh với lead một team tôi rằng khoảng từ 2 đến 3 bạn nhân viên và trong khoảng tầm 5 năm tiếp theo thì tôi muốn trở thành trưởng phòng kinh doanh ví dụ như vậy thì những cái phần mục tiêu nó rất là rõ ràng và cụ thể như vậy thì chắc chắn là chị hay là tất là nhiều bạn thì các bạn ấy sẽ nghĩ rằng là à vậy thì chị Hiền sẽ cố gắng bằng được để đi theo follow theo cái phần mục tiêu đó đúng không thì chắc chắn là chúng ta sẽ sẽ là những cái ứng viên cực kỳ sáng giá đối với cả bên 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 ấy luôn đối với bên nhà tuyển dụng luôn và có một bạn ấy tên là bạn Thảo thì có nói rằng là phần mục tiêu chỉ để vị trí chức danh mình muốn hướng đến thôi thì có ngắn hay không thì chị xin trao đổi với Thảo là chắc chắn là nếu như vậy thì có nghĩa là mục tiêu của em nó chưa được cụ thể nha. Bởi vì cái phần chức danh ấy thì đâu đó nó sẽ là cái phần mà các em làm việc tại doanh nghiệp là các em sẽ có cái phần đấy rồi. Vậy thì trong cái phần chức danh đấy em sẽ muốn trở thành ai? Em sẽ muốn học được những cái gì? Ví dụ nhá, có rất là nhiều bạn các bạn ấy nói rằng là Ơ, ờ, nhưng mà em làm thực tập sinh thì em nên ghi cái phần này như thế nào? Thì rất là đơn giản thôi. Vậy thì khi mà các em trở thành một thực tập sinh, cái mà các em muốn học được là gì? Cái mà các em muốn lấy được kinh nghiệm từ công ty đó là gì? Ví dụ nhá, khi mà chúng ta làm thực tập sinh chẳng hạn đúng không? Thì cái mục tiêu của chúng ta ấy, đấy là chúng ta sẽ được roi vào những cái scoop công việc như thế nào trong công ty đó và cái mà chúng ta hướng đến sẽ là chúng ta học hỏi được cái phần kinh nghiệm gì trong cái phần công việc đó. Ví dụ như một bạn làm thực thực sinh marketing về mặt uh, tổ chức sự kiện chẳng hạn thì bạn ấy cần phải có một cái mục tiêu là khi mà ở trong cái doanh nghiệp đó bạn ấy sẽ có cơ hội được tổ chức với rất là nhiều các cái sự kiện có quy mô trên 100 người tham dự chẳng hạn. Hoặc là thứ hai đấy là nếu mà bạn là, ấy làm marketing thì bạn ấy mong muốn là cái kỹ năng mà bạn ấy có thể học hỏi được đấy là về liên quan đến viết content, tổ chức sự kiện hoặc là hậu kỳ hay là như thế nào đó chẳng hạn thì khi mà các em đã viết những cái thông tin của mình nó đủ rõ ràng như vậy thì nhà tuyển dụng họ cũng sẽ biết được xem là liệu cái công việc này nó có thể đáp ứng được em hay không và nó có thể hỗ trợ cho các em trong cái giai đoạn học hỏi sắp tới hay không và làm như thế nào để các em có thể học hỏi được những cái kỹ năng đấy Đấy thì cái đấy là cái phần thứ hai mà chị muốn chia sẻ Thì cái phần học vấn này sẽ phải đưa những cái thông tin như thế nào Có rất là nhiều bạn ấy thì bạn ấy hỏi chị rằng là Liệu cái khoảng thời gian cấp 3 hoặc là cấp 2 Thì có phải là những cái thông tin mà chúng ta cần phải đưa vào Trong cái phần liên quan đến học vấn hay không Thì lời khuyên của chị là nếu như giả sử ấy trong trường hợp mà cái giai đoạn cấp 3 và cấp 2 của các em, các em có rất là nhiều những cái thành tích tốt và các em thuộc đội tuyển cấp quốc gia cấp quốc tế hoặc là cấp thành phố gì đó thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào trong cv nhưng nếu như quá trình học cấp 2 và cấp 3 của chúng ta cũng không có cái gì quá nổi bật. Ví dụ như đơn giản là chúng ta chỉ là học đơn giản ở trên trường thôi. Chúng ta không có tham gia những cái kỳ thi về học sinh giỏi trường chuyên lớp chọn nào cả. Thì chúng ta nên lược bỏ luôn cái yếu tố này ra bên ngoài. Và chúng ta chỉ viết trọng tâm vào cái phần thời gian mà chúng ta học đại học thôi. Và cái phần đại học này thì chúng ta cần phải viết rất rõ về tên trường, chuyên ngành cũng như điểm GPA của chúng ta là bao nhiêu để cho nhà tuyển dụng có thể nắm được cái quá trình học tập của các em và ngoài ra quay trở lại cái nguyên tắc mà chị Hiền có nói về viết CV đấy là chúng ta viết từ trên xuống dưới và từ trái sang phải thì chúng ta phải viết các thông tin quan trọng nhất lên đầu tiên đồng nghĩa với cái việc là các em phải viết cái khoảng thời gian chúng ta học đại học trước sau đó chúng ta mới viết đến khoảng thời gian chúng ta học cấp 3 Có nghĩa là cái thời gian của nó là từ gần nhất đến lâu nhất Thì tại sao lại như vậy? Rõ ràng là nhà tuyển dụng sẽ không quan tâm đến quá trình cấp 3 của các em đúng không? Nhà tuyển dụng sẽ quan tâm đến quá trình học đại học của các em trước Vậy thì tại sao các em lại đưa quá trình học cấp 3 lên trên đầu tiên? Nghe nó rất là vô lý đúng không? Và đấy là lý do vì sao mà cảm tưởng như cái việc viết đại học trước Cấp 3 sau mà nó ngược ấy thì thực tế nó nó lại rất là xuôi và nó rất là hợp lý theo cái rôn theo cái ru mà chị Hiền có đưa ra về cái cách đọc CV để đọc từ trên xuống dưới thì các em phải lưu ý cực kỳ cái phần này nhá và phần này nó sẽ còn phục vụ cho các em trong cái phần viết kinh nghiệm ở đằng sau mà chị muốn nói nữa rồi ok thì có một bạn ấy bạn có hỏi bạn Nhung có hỏi là ở trường cấp 2 thì em có giải bóng bàn quốc gia thì có nên đưa vào hay không hay chỉ mỗi về học văn hóa thôi thì chị nghĩ rằng là cái phần mà Nhung đang nói ở đây ấy, chúng ta có thể không cần đưa vào trong phần học vấn mà chúng ta có chuyển nó thành cái phần hoạt động và activity ở phía dưới cũng được thì nhung có thể bỏ qua cái phần này trong cái phần học vấn luôn vì nó gần như là nó không có liên quan nhiều đến phần học vấn còn nếu như giả sử trong cái trường hợp mà cái công việc mà em đang upline cực kỳ quan trọng về cái phần giải này rõ ràng là có rất là nhiều phần mà em apply vào những công việc như kiểu là hỗ trợ cho những đội tuyển bóng bàn quốc gia hoặc là theo kiểu dạng là uh, những cái công việc mà thiên nhiều về những cái hoạt động về về thể thao thể dục như thế này thì cái này nó lại rất là quan trọng đấy thì chúng ta cần phải cân nhắc xem là cái yếu tố mà em viết ra ở đây ấy, nó có đáp ứng với cả cái nó có phù hợp với cả cái công việc của các em hay không nếu như mà giả sử trong trường hợp nó không phù hợp ấy thì các em có thể chuyển nó trở thành những cái hoạt động hoặc là thành tích ở phía dưới cũng được chứ không bắt buộc là phải viết ở trong cái phần học phần nhé. Rồi, có một bạn viết hỏi chị rất là hay, đấy là sinh viên năm 2 chưa tốt nghiệp thì ghi xếp loại hay GPA như thế nào? Thì lời khuyên của chị đấy là các em nên viết cái GPA gần nhất của các em và các em sẽ uh, ghi rất là rõ ràng là các em ghi là sinh viên năm 2. Vậy thì nhà tuyển dụng đã tự hiểu là cái GPA này chỉ dừng lại ở cái năm 2 đại học của các em thôi chứ nó không phải là GPA tốt nghiệp của các em. Thì em cứ yên tâm là nhà tuyển dụng sẽ không có sự hiểu lầm gì trong cái phần này đâu, nếu như mà các em ghi rất là rõ ràng nha. Ok, có một bạn hỏi rằng là nếu mà sinh viên năm tư chưa tốt nghiệp thì mình có nên để năm không? Thì lời khuyên của chị là các em nên để năm và cái năm sau nó sẽ là cái phần dự kiến tốt nghiệp của các em. Các em có thể mở ngoặc ra là dự kiến tốt nghiệp để cho nhà tuyển dụng ok có thể biết được là liệu là cái khoảng thời gian nào em sẽ là tốt nghiệp và có thể làm việc được chính thức và thực tế ra ấy, thì đối với những cái bạn mà sinh viên ấy các bạn ấy đang ngồi trên ghế nhà trường như các em ấy thì các bạn ấy cũng sẽ chỉ đi làm được bắt tham thôi chứ các bạn không thể làm full tham được hoặc là những cái vị trí về thực tập sinh hoặc cộng tác viên chẳng hạn chính vì vậy ấy, nên là cái yếu tố mà em đã tốt nghiệp hay không ấy thì đối với nhà tuyển dụng thì chị nghĩ là nó không cần thiết cho lắm miễn là em có thể đáp ứng được với cái thời gian và cái giờ giấc làm việc ở doanh nghiệp là được thì cái phần này chúng ta có thể ghi rất là cụ thể với nhà tuyển dụng về cái thời gian dự kiến chúng ta tốt nghiệp cũng như là GPA hiện tại của chúng ta là bao nhiêu thì như thế là đã ok rồi. Rồi, có một bạn hỏi rất là hay, đấy là cái phần mà liên quan đến chứng chỉ thì có ghi vào trong cái phần học vấn không? Thì lời khuyên của chị là phần chứng chỉ các em không nên ghi vào trong cái phần học vấn mà chúng ta nên ghi vào ở những cái phần liên quan đến thành tích hoặc là bằng cấp ở phía dưới. Hai cái phần này nó rất là khác nhau nhá về những cái mà liên quan đến chứng chỉ ấy, thì chị nghĩ rằng nó thiên nhiều đến cái phần kỹ năng của các em kỹ năng thì chắc chắn là nó sẽ có kỹ năng chuyên môn kỹ năng mềm kỹ năng cứng đúng không thì trong cái phần liên quan đến kỹ năng đấy chị sẽ nói là uh, cụ thể hơn cho các em là các em nên ghi như thế nào thì những cái phần liên quan đến chứng chỉ này nên được chuyển vào trong cái phần kỹ năng ở phía dưới còn cái phần chỉ, phía trên ấy, nó chỉ đơn giản là học vấn của các em thôi học vấn ở đây có nghĩa là thời gian các em uh, làm ở gọi là học đại học này học thạc sĩ này hoặc là học cấp ba cấp 2 và có những cái thành tích nổi bật chẳng hạn thì các em chỉ cần đi theo cái hướng đó cho chị Hiền là được rồi Và nhớ nguyên tắc của chị Hiền nha Luôn phải viết những thông tin quan trọng lên đầu tiên Có nghĩa là cái thời gian học tập của các em phải ghi đầu tiên Gần nhất của các em là phải ghi đầu tiên Sau đó chuyển dần xuống thì mới là những cái thông tin cũ hơn ở phía dưới nhá rồi cái phần mà liên quan đến cái bạn Hánh huyền có hỏi chị tiếp là nếu mà không có thành tích thì có tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng hay không thì cái phần này chị sẽ xin phép được trả lời sau là làm như thế nào để chúng ta có thể gây được ấn tượng nếu như chúng ta không có thành tích gì nổi bật cả rồi có một bạn nữa hỏi chị rằng là nhà tuyển dụng ấy thì có phân biệt sinh viên trường công và trường tu hay không thì câu chuyện tiếp theo đấy là nhà tuyển dụng không có phân biệt cái vấn đề này hiện nay ý, thì chị thấy rằng là chất lượng giảng dạy của các trường công và trường tư ý, thì nó đều có những cái nhược điểm ưu điểm khác nhau và mỗi thế, trường thì lại sẽ có những cái thế mạnh khác nhau nên là không thể nào mà chúng ta có thể đánh giá hết tất cả những cái hệ thống trường công trường tư trên thị trường được chính vì thế nên là cái yếu tố này không phải là cái yếu tố quan trọng mà nhà tuyển dụng sẽ chỉ quan tâm đến việc là cái ngành nghề và cái lĩnh vực mà các em học liệu có đang match đối với cả cái vị trí của nhà tuyển dụng hay không Vậy thì có rất là nhiều bạn ấy nói với chị rằng là trái ngành, trái nghề thì có thể apply vào các cái vị trí tuyển dụng đấy hay không? Thì câu trả lời là chúng ta vẫn có thể apply vào cái vị trí tuyển dụng đó nhé. Nhưng chúng ta phải viết cái phần mục tiêu của chúng ta rất là rõ ràng ví dụ bạn học về mặt kinh tế bạn học về mặt chính trị thì tại sao bạn lại đi upline vào những cái công việc liên quan đến marketing chẳng hạn thì nếu như em có một cái mục tiêu rõ ràng và em đạt được cái mục tiêu đó thì cái phần liên quan đến học vấn của các em lại càng được giảm nhẹ đi và nhà tuyển dụng sẽ đánh giá rằng những cái bạn mà bản chất nhá nhiều khi làm trái ngành trái nghề thì lại có cái khả năng thăng tiến cũng như là học hỏi tốt hơn so với những cái bạn mà có cùng cái ngành nghề học như vậy thế nên ý, là chị trả lời luôn là các em không cần phải quan tâm đến Cpa chúng ta không cần phải quan tâm đến trường công trường tư, chúng ta cũng không cần phải quan tâm quá nhiều đến việc chúng ta apply vào những cái vị trí trái ngành trái nghề, mà đơn giản chúng ta cần phải quan tâm cái định hướng của chúng ta như thế nào. Nếu như các em có một định hướng công việc tốt, thì cái cpa các em có thấp một chút hay là cái trường của các em có không được nổi một chút, thì nó cũng sẽ chỉ là yếu tố phụ thôi và nó sẽ là những cái mà hoàn toàn các em có thể xóa bỏ được trong cái quá trình mà làm việc của các em về sau và đặc biệt nhá đối với nhà tuyển dụng khi mà đã tuyển dụng các bạn mà có khoảng từ một năm đến ba năm kinh nghiệm ấy thì nhà tuyển dụng không cần quan tâm đến vấn đề yếu tố trường luôn mà nhà tuyển dụng chỉ quan tâm đến những cái kinh nghiệm và cái vai trò của các em khi mà các em làm việc tại các công ty cũ là gì thôi đấy thì cái đấy là cái mà chị nhấn mạnh thêm nha Ok, có rất là nhiều bạn hỏi chị luôn nhưng mà chị sẽ xin phép được được next tiếp những cái phần sau đã và chị sẽ bách lại cái câu hỏi của các em nhé Rồi, có một cái phần mà hiện nay chị đang muốn chia sẻ với các em trước cái phần liên quan đến ngoại hóa là cái phần mà liên quan đến kinh nghiệm ấy, nhưng mà đang không hiểu vì sao mà không next slide được. <laughs> Rồi, ok. Về cái phần liên quan đến kinh nghiệm làm việc sẽ là những cái phần mà thông tin mà chị nghĩ rằng là nhà tuyển dụng rất là quan trọng và để ý đầu tiên trong cái quá trình mà chúng ta đang làm việc. Ờ, thì thứ nhất ý, đấy là có rất là nhiều bạn hỏi chị rằng là chị ơi em không có phần kinh nghiệm làm việc thì em sẽ phải làm như thế nào? Thì câu trả lời đầu tiên của chị đấy là em hãy viết tập trung và trọng tâm vào cái phần liên quan đến mục tiêu nghề nghiệp. Cái thứ hai đấy là khi mà chúng ta đã chưa có kinh nghiệm ấy thì tại sao chúng ta không đi làm để có kinh nghiệm đúng không? Ví dụ như kiểu chị Hiền chẳng hạn, chị Hiền đã chấp nhận những công việc liên quan đến thực tập sinh hoặc là cộng tác viên khi mà chị Hiền mới ra trường để chị Hiền cố gắng là chị Hiền có một cái phần kinh nghiệm thật là tốt để apply vào những cái vị trí mơ ước của chị Hiền. Thì đấy chính là cái khoảng thời gian đánh đổi của các em. Các em cần phải có khoảng thời gian đánh đổi trước khi các em ra trường hoặc là sau khi các em ra trường khoảng một năm để chúng ta có được những cái kinh nghiệm cần thiết. Chúng ta làm cho cái CV của chúng ta đẹp đã. Ít nhất trước mắt là nó phải đẹp đã đúng không? Thì lúc đấy chúng ta mới có thể gây được ấn tượng đối với nhà tuyển dụng. Và theo những cái nguyên tắc mà chị Hiền có chia sẻ đầu tiên ấy, đấy là chúng ta phải viết theo thứ tự là từ trên xuống dưới và từ trái sang phải thì đồng nghĩa với việc là các em sẽ phải viết các cái thông tin về công việc gần nhất của các em trước, sau đó các em mới viết những cái công việc đằng sau sau. Ví dụ nhá, chúng ta làm từ năm ở ở trong CV này ấy, thì chị đã viết là cái phần từ năm 2015 đến hiện tại là các chị làm việc công việc gì và sau đó là những cái công việc ở phía sau nữa thì đấy mới là cái cách viết chuẩn. Thì cái đấy là cái tip đầu tiên nhá. Thứ hai, hãy cố gắng định lượng và lượng hóa tất cả những cái phần thông tin mà các em chia sẻ với nhà tuyển dụng. Có nghĩa là trong cái phần mà trách nhiệm về công việc ấy, các em đừng viết chung chung là chúng ta mở rộng được bao uh, chúng ta mở rộng khách hàng mà chúng ta hãy viết là chúng ta mở rộng được bao nhiêu khách hàng hàng tháng và chúng ta kiếm được bao nhiêu doanh thu trong cái quá trình mà chúng ta làm việc chúng ta đã có thành tích gì khi chúng ta làm việc hay không thì cái đấy mới là cái mà nhà tuyển dụng rất rất là mong muốn muốn đọc được thì chị tin rằng là có rất là nhiều bạn các bạn đã không biết viết về cái phần như thế này và có những cái bạn ấy ok có những cái bạn sinh viên mới ra trường ấy thì bạn ấy sẽ có cả những cái công việc part time hoặc là những cái công việc full time khác nhau thì những cái công việc đấy có nên ghi hết vào hay không thì lời khuyên của chị là nếu như những cái công việc đấy ấy, mà nó quá nhiều, nó quá nhiều nhá và nó không có liên quan đến cái vị trí em ứng tuyển, em có thể bỏ qua cũng được. Có nghĩa là em không cần phải viết vào. Thế còn giả sử trong trường hợp mà các em bắt buộc phải làm những cái công việc đấy và bản thân là các em không có sự lựa chọn nào khác và các em cũng không có cái công việc nào để các em viết thêm vào trong cái phần này. Thì lời khuyên của chị là hãy cố gắng viết cái phần này với một cái hình thức là những cái giá trị mà chúng ta đã học được trong cái quá trình làm việc đấy, liệu nó có hỗ trợ và giúp ích cho chúng ta trong cái công việc tương lai hay không. Ví dụ nhé, khi mà các em làm việc gia sư hoặc là chúng ta làm việc uh, thu ngân tại các cái bên uh, uh, cửa hàng ăn uống chẳng hạn, thì bản thân là những cái công việc đấy có thể là khi đó em đang upline vào những công việc về marketing hoặc là truyền thông đúng không? Thì có vẻ nó không có liên quan gì đến cho lắm. Thì cái cách mà chúng ta viết ấy, đấy là cái kỹ năng mà chúng ta đã đạt được trong cái quá trình chúng ta làm những cái công việc đấy là gì? Ví dụ như kiểu là khi mà chúng ta làm gia sư ấy, thì kỹ năng của chúng ta chúng ta rất là kiên nhẫn, thật sự luôn khi mà chị làm gia sư chị cũng phải rất là kiên nhẫn với các bạn mà chị dạy học luôn thì đấy là chính là cái đặc tính đầu tiên khi mà chị học được trong cái quá trình mà chị làm cái công việc đấy thì những cái kỹ năng đó các em hãy ghi vào trong cái phần dưới của cái phần công việc là những cái kỹ năng mà các em đã học tập được từ cái công việc đấy sẽ là gì thì nó cũng sẽ giúp cho nhà tuyển dụng hiểu được là à ok vậy là em cũng đã đúc rút ra được rất là nhiều thứ từ cái công việc cũ của các em chứ không phải là các em làm những cái công việc đấy cho vui nữa thì đấy chính là cái nguyên tắc của chị và hãy cố gắng nha như chị vừa nói đấy là lượng hóa các cái công việc đó lên và bỏ qua những cái công việc chưa thực sự cần thiết Ví dụ như kiểu là các em làm rất là nhiều các tác vụ công việc khác nhau thì chúng ta hãy cố gắng là chọn những cái công việc trọng tâm thôi và những cái công việc mà tiếm chỉ tỷ trọng nó rất là cao trong cái phần làm việc đó thôi chứ chúng ta đừng gọi là cái gì chúng ta cũng liệt kê vào trong cái phần liên quan đến kinh nghiệm thì cái đề rồi nó sẽ làm cho cái CV của em nó rất là loãng và đọc xong thì nhà tuyển dụng cũng không kết được bất kỳ một cái thông tin hay là một cái keyword nào luôn rồi và có những cái bạn bạn hỏi như kiểu là học IT mà đi làm trong sách khách hàng thì sao thì như chị cũng có vừa chia sẻ ở phần phía trên ấy đấy là các em làm những cái công việc mà nó không liên quan với ngành học ấy nó không có vấn đề gì cả Vấn đề của các em đấy là các em không xác định được cái phần mục tiêu của chúng ta một cách rõ ràng. Khi mà chúng ta có mục tiêu nghề nghiệp một cách rõ ràng ấy thì cái việc chúng ta chuyển ngành, chuyển nghề là chuyện rất là bình thường trên thị trường tuyển dụng hiện nay mà các và các em hoàn toàn là có thể ghi cái phần đó vào trong cái phần mục tiêu nghề nghiệp của các em thì nó cũng sẽ tránh cái việc là nhà tuyển dụng cảm thấy confu hay là nhà tuyển dụng cảm thấy không chắc chắn đối với cả những cái thông tin mà các em đưa ra. Nên hoàn toàn là không có vấn đề gì nha. Thế còn có một bạn nữa, bạn ấy hỏi chị rất là hay. Đấy là tối đa thì nên ghi thêm bao nhiêu công việc. Thì lời khuyên của chị ý, thì là tối đa các em có thể viết tầm từ 3 công việc, khoảng 3 công việc trở xuống. Nếu như mà chúng ta làm quá 3 công việc thì chúng ta hãy lựa chọn 3 công việc mà chúng ta tâm đắc nhất và chúng ta cảm thấy là chúng ta học hỏi được nhiều nhất thì chúng ta hãy chia sẻ cái điều đó vào. Bởi vì ý, các em đang là sinh viên mới ra trường nhà tuyển dụng họ sẽ không te đến cái việc là các em phải làm liên tục liên tục liên tục các công việc mà không có sự ngắt quãng đâu chắc chắn là nhà tuyển dụng họ sẽ không có để ý quá nhiều đến cái việc đó chính vì thế nên là cái công việc của em ngắt quãng cũng được ví dụ như kiểu em làm một năm anh nghỉ một năm sau em làm lại không có vấn đề gì cả bởi vì các em đang học mà đúng không chúng ta đang có rất là nhiều những cái mối quan tâm ngoài những cái vấn đề về công việc nhưng mà chúng ta hãy cố gắng là lựa chọn những cái công việc mà chúng ta có thời gian đủ dài để chúng ta làm và chúng ta sẽ rất tâm đắc cũng như là đạt được rất nhiều thành tích từ các công việc đó thì chúng ta hãy nên đưa vào thế còn có một bạn nhi hỏi là nếu mà đi làm dưới hai tháng thì có nên ghi vào hay không thì thực tế ra ấy nếu như mà nhi đánh giá là cái công việc này là một trong những cái công việc mang lại rất là nhiều giá trị với các em và em có lý do để em chỉ đi làm hai tháng thôi ví dụ như kiểu là khoảng thời gian hai tháng đó là khoảng thời gian chạy dự án công ty họ chỉ cần hai tháng đấy thôi họ không cần em hơn hoặc là những cái công việc đấy em chỉ làm được trong hai tháng mà em làm thực tập hè em nghỉ hè em không có đi học nên là em làm công việc đó trong vòng 2 tháng sau đó thì em phải bắt lại cái công việc học của các em chẳng hạn thì các em hoàn toàn có thể ghi vào còn giả sử trong trường hợp các em làm hai tháng các em nghỉ vì lý do không phù hợp hoặc vì đơn giản là em không thích cái công việc đấy thì lời khuyên của chị là tốt nhất là không nên đưa vào bởi vì là hai tháng là cái khoảng thời gian mà thực tế ra ấy, mình chưa thể đánh giá được là cái công việc đấy nó có tốt hay không, nó có phù hợp hay không và cái công ty đấy thì nó có phù hợp với mình hay không thì tốt nhất là mình nên bỏ qua luôn cái yếu tố mà làm việc như thế bởi vì lúc đấy nhà tuyển dụng họ sẽ bay vào đó và họ hỏi em rất là nhiều trong cái quá trình phỏng vấn và nếu như mà giả sử như kiểu là hỏi em nhiều quá mà em không trả lời được hoặc là em nói rằng là em nghỉ việc vì lý do em không thích công ty đó thì nó sẽ trở thành một trong những cái điểm mà nhà tuyển dụng cảm thấy không không được thoải mái và đánh giá nó không được cao đối với cả nhi thì tốt nhất là nhi nên cân nhắc trong cái việc đó nhé ok à, rồi trong cái phần này có rất là nhiều bạn hỏi chị luôn thì chị sẽ xin phép được hỏi lời một câu nữa trước khi đến cái phần mà liên quan đến hoạt động nhé thì bạn Quỳnh có hỏi là chị ơi ví dụ như em đang muốn apply vào hai vị trí bắt tham thì nên ghi như thế nào trong CV à, thì chị nghĩ là như thế này nếu như mà em đang muốn apply vào hai vị trí bắt tham thì bản chất đấy là hai nhà tuyển dụng khác nhau đúng không chị đang hiểu là như vậy thì hoàn toàn là em có thể chia làm hai CV khác nhau để em viết mỗi CV em sẽ phục vụ cho một cái công việc khác nhau chứ em đừng gộp cả hai cái đấy lại vào một bởi vì khi mà em gộp vào một ấy thì nhà tuyển dụng họ cũng không, biết là em đang định hướng về cái công việc này như thế nào và em đang muốn apply vào cái vị trí gì thì tốt nhất là chúng ta nên tách này hai hai cv khác nhau và chúng ta không cần phải viết là chúng ta viết thành gọi là kinh doanh hay là gì gì cả à ok một nhà tuyển dụng đúng không Vậy thì chị muốn hỏi một chút với, với Quỳnh nhá Nếu mà Quỳnh tiện thì Quỳnh có thể bật mic lên Hoặc nếu không thì em chat thì chị cũng được Đấy là một nhà tuyển dụng đấy có hai cái vị trí bắt tham Thì hai cái vị trí bắt tham đấy có liên quan đến nhau nhiều hay không Và lý do vì sao mà Quỳnh lại apply vào hai cái vị trí bắt tham như vậy Nếu như mà giả sử nha Là bởi vì em chưa định hướng được là em thích vào cái vị trí gì hơn Thì chính bản thân Quỳnh lại phải tự trả lời được là Cái định hướng sắp tới của em là gì Định hướng sắp tới của em chỉ đơn giản là tìm một cái công việc bắt tham để em kiếm thêm thu nhập thôi Hay là định hướng của em ấy sẽ là bắt đầu từ cái công việc bắt tham đấy Em sẽ trở thành nhân viên, em sẽ trở thành chuyên viên và em sẽ trở thành một cái người quản lý tại công ty đó Thì mỗi cái đấy nó sẽ lại khác nhau nha Nếu như giả sử ấy, là em đang có một cái định hướng là trở thành nhân viên chính thức với vị trí bắt tham đấy Thì chính bản thân em phải tự trả lời được là cái vị trí bắt tham đó ấy vị trí nào là cái vị trí yêu thích của em hơn và vị trí nào nó đúng với cả cái đam mê và cái con người của em hơn thì cái câu này thì chắc chắn là chị không thể nào mà trả lời được được với cả quỳnh rồi mà quỳnh sẽ phải tự xem xét và nhìn nhận cái vấn đề đó còn nếu như giả sử trong trường hợp thứ hai đấy là quỳnh apply vào doanh nghiệp này bởi vì là quỳnh muốn có một cái thu nhập từ cái công việc bắt tham như vậy thì trong cái quá trình mà em gửi email đến cho nhà tuyển dụng em có thể ghi rõ là quỳnh đang mong muốn được apply vào hai vị trí như sau và lý do vì sao em lại apply vào hai vị trí như vậy có thể là bởi vì em cảm thấy cả hai vị trí đều phù hợp với em hoặc là bởi vì em đang định hướng em vào cả hai vị trí đấy hay là như thế nào đó để học tỏi được thêm về kinh nghiệm trong cái quá trình mà chúng ta làm việc tại doanh nghiệp đó chẳng hạn thì cái phần này chị nghĩ là không nên ghi vào trong CV mà em nên ghi ở trong cái phần email ứng tuyển dành cho nhà tuyển dụng thì nhà tuyển dụng khi đọc được email ứng tuyển của em, nhà tuyển dụng sẽ xác định được em đang mong muốn là vào cái vị trí gì và sẽ tự chủ động trong cái việc là điều phối quỳnh vào những cái vị trí mà nhà tuyển dụng cảm thấy phù hợp hơn. Ok nhá. Rồi, ok. Thế thì vừa nãy có rất là nhiều bạn muốn chị nói về cái phần liên quan đến hoạt động ấy thì bây giờ chị sẽ nói qua về những cái hoạt động ngoại khóa nha. Thì đầu tiên ấy là bây giờ các bạn sinh viên các bạn ấy có rất là nhiều hoạt động khác nhau. Thì thực ra ấy là chị phải chia sẻ từ cái cá nhân của chị Hiền ấy là ngày xưa chị Hiền không không có một tham gia một cái câu lạc bộ nào cả và chị Hiền cũng không có tham gia một cái hoạt động ngoại khóa nào đặc biệt hết. Thế nên là cái phần này gần như là chị Hiền không có một cái thông tin gì để chị Hiền có thể chia sẻ được. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy thì nhà tuy, tuyển dụng hiện nay ý, thì chị nhận thấy rằng là có rất là nhiều bạn sinh viên thì bạn ấy có những cái hoạt động rất là giá trị không phải là chỉ đơn giản là hoạt động thiện nguyện đâu nhé mà nó có thể là có những cái hoạt động với câu lạc bộ với những cái tổ chức sinh viên ví dụ như kiểu bên isaac chẳng hạn hoặc là với những cái tổ chức phi chính phủ thì sẽ có rất là nhiều các cái hoạt động như thế thì cái lời khuyên của chị ấy, là cái phần hoạt động này em nên ghi nó giống hệt như phần kinh nghiệm làm việc của em khi mà nó giống phần kinh nghiệm làm việc của em có nghĩa là với nguyên tắc từ trên xuống dưới em vẫn phải ghi những cái công việc gần nhất của em sau đó thì mới là những cái công việc cũ hơn. Thứ hai đấy là em cần phải lượng hóa toàn bộ các cái hoạt động mà em đã tham gia tại câu lạc bộ hoặc là tại sự kiện đó. Ví dụ em đã hỗ trợ được một sự kiện rơi vào khoảng một nghìn người tham dự hoặc là em đã xin được tài trợ bao nhiêu cho buổi sự kiện ngày hôm đấy thì em nên cố gắng viết thật sự những cái phần đó một cách rõ ràng và cụ thể nhất. Và có một cái nguyên tắc nữa ấy, đấy là với những cái vai trò mà nó không được quan trọng lắm trong cái hoạt động đó thì các em nên cố gắng bỏ qua luôn cái hoạt động sự kiện đấy, bởi vì nó không có quá nhiều giá trị cũng như là những cái show off về bản thân của các em đối với nhà tuyển dụng. Và chúng ta tránh là chúng ta viết quá dài. Khi mà chúng ta viết quá dài ấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ vi phạm nguyên tắc thứ hai của chị đấy là nguyên tắc one page. Có nghĩa là chúng ta sẽ viết chắc chắn sang sang thứ hai là cái chuyện rất bình thường. Nên chúng ta hãy lựa chọn những cái hoạt động mà chúng ta cảm thấy tâm đắc nhất và chúng ta đưa vào thôi. Chứ chúng ta đừng có ghi quá nhiều các hoạt động. Có một bạn hỏi chị là nếu em tham gia vào nghiên cứu khoa học của trường bừng thì có ghi vào hoạt động được hay không? Thì lời khuyên của chị là em vẫn nên ghi phần này vào trong phần hoạt động nếu như cái phần nghiên cứu khoa học đấy là một trong những cái phần mà em cảm thấy rất là tâm đắc ví dụ như kiểu là có rất là nhiều bạn các bạn ấy được giải cao trong những cái hoạt động nghiên cứu khoa học đó hoặc là bạn ấy đã hỗ trợ thầy cô rất là nhiều trong những cái công tác liên quan đến nghiên cứu khoa học và đã có những cái sản phẩm riêng của mình chẳng hạn thì những cái phần đấy là những cái phần rất là có giá trị thì chị nghĩ là em hoàn toàn là có thể đưa vào trong cái phần hoạt động nhá ở cái phần đầu tiên có rất nhiều bạn hỏi chị là em có những cái chứng chỉ ấy? em có những cái chứng chỉ để em sẽ ghi vào những cái phần nào em có nên ghi vào cái phần học vấn hay không thì cái phần chứng chỉ đấy em nên ghi vào cái phần kỹ năng này chứ nó không phải là học vấn của các em nha cái phần kỹ năng này ấy, nó sẽ bao gồm như chị hiền nói là gồm có kỹ năng cứng kỹ năng mềm kỹ năng chuyên môn và kể cả cái phần ngôn ngữ có nghĩa là cái tiếng mà các em có sử dụng thì các em hoàn toàn có thể ghi hết vào trong những cái phần kỹ năng này và cái điểm mà các em cần phải tránh ấy, đấy là chúng ta đừng có ghi cái phần thang đo độ kỹ năng không biết là có bạn nào đã biết về cái thang đo độ kỹ năng đấy chưa ở trong cái CV này thì chị đang không không thấy có cái ví dụ ví dụ đó nhưng mà các em sẽ nhìn thấy có một cái một số những cái CV ý mà các bạn ấy ghi là ví dụ như kiểu là 5 sao thì các bạn ấy tô đậm 3 sao hoặc là 4 sao chẳng hạn thì những cái phần mà kỹ năng được đánh giá trên cái thanh cái thanh đánh giá như vậy thì nó có chính xác hay không thì lời khuyên của chị là các em không nên ghi như thế cái việc mà các em ghi cái đánh giá như vậy ý, nó sẽ rất là chủ quan từ phía các em mà nó không gần như kiểu là nó không 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 có gọi là chính xác về những ai đang là người đánh giá các em như vậy thì các em nên ghi ở cái phần này về cái chứng chỉ mà các em đã nhận được. Ví dụ như kiểu là có rất là nhiều bạn biết là chị, chị bạn chị biết ấy là tham gia những cái chứng chỉ về tin tin học văn phòng hoặc là những cái chứng chỉ về kỹ năng mềm thì các em nên ghi những cái chứng chỉ ra. Các em đã thu được trong cái quá trình là chúng ta học những cái lớp kỹ năng như thế nào. Còn giả sử nhá có rất nhiều bạn hỏi chị rằng là kỹ năng em không biết Em không có học cái gì cả Thì em ghi cái gì Thì có một cái tip mà chị Hiền rất là hay làm hiện nay đó là chị ghi nhóm tính cách mbti hoặc là disc của chị ra nhóm tính cách mbti ấy, một phần nó có thể hiện được con người của các em và một phần nó sẽ thể hiện được cái hành vi ứng xử của các em và những cái công việc mà các em có thể fit được với cái nhóm tính cách mbti đấy cái này rất là quan trọng nha và một trong những cái xu hướng về tuyển dụng hiện nay trên thị trường tuyển dụng là nhà tuyển dụng sẽ có đánh giá ứng viên thông qua nhóm tính cách mbti và disc tại sao nhà tuyển dụng lại hay sử dụng cái này Thứ nhất ấy, MBTI và DISC đã có lịch sử rất là lâu đời trên xã hội rồi ở trên thế giới rồi, nhưng mà nó mới chỉ phổ biến tại Việt Nam trong khoảng tầm 2 năm đổ lại đây thôi. Thì cái MBTI nó thể hiện thứ nhất là em có fit được với cả tổ chức hay không. Ví dụ nhá, có hai bạn có nhóm tính cách rất là con conflict với nhau hai bạn gần như kiểu là trái giấu nhau thì chắc chắn trong một tổ chức hoặc là khi mà làm việc teamwork các bạn ý sẽ không có khả năng có thể hợp tác được với nhau và nếu như vậy chắc chắn là nhà tuyển dụng họ sẽ tránh tuyển dụng những cái bạn mà có nhóm tính cách bị conflict trực tiếp với những cái bạn nhân sự ở trong team như vậy thứ hai ấy, đấy là nhóm tính cách mbti có thể định hướng cho các em là các em có phù hợp với cả cái tính chất công việc như thế hay không ví dụ các em đang upline vào một cái vị trí mà các em cần phải giao tiếp rất là nhiều mà các em lại nhóm nhóm tính cách hướng nội thì chắc chắn là em không phù hợp đúng không với một bạn mà các bạn có tính cách hướng nội chị nghĩ rất là khó để có thể làm được những cái công việc đòi hỏi là phải đối ngoại rất là nhiều ví dụ như kiểu là tele sale hoặc là kinh doanh đấy là những cái vị trí các bạn ấy cực kỳ khó để có thể làm được và các bạn ấy sẽ bị chán vấn đề là các bạn ấy sẽ bị chán rất là nhiều khi các bạn làm công việc đấy thì khi mà các em đưa cái nhóm tính cách MBTI này vào trong cái phần CV đến cho nhà tuyển dụng thì nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá được xem là em có phù hợp với cả cái công việc đấy hay không và em có phù hợp với tổ chức hay không thì cái đấy là cái mà chị tip mà chị chia sẻ cho rất là nhiều bạn và nó cực kỳ hiệu quả trong giai đoạn hiện nay thì cái phần mà liên quan đến tham chiếu đối với cả cái quy trình tuyển dụng phỏng vấn thông thường và tiêu chuẩn ở bên trên nước ngoài ấy thì người ta sẽ có một cái phần gọi là check referral check referral ở đây ấy, có nghĩa là các em sẽ phải trải qua một cái vòng đấy là chúng ta check lại các cái thông tin mà chúng ta đã có tại công ty cũ hoặc là cái quá trình làm việc trước kia của các em đối với cái người liên quan và làm việc trực tiếp với các em có thể là team lead của các em giám đốc của các em hoặc là trưởng phòng hành trình nhân sự thì đây là một trong những cái tiêu chuẩn gọi là quy trình tiêu chuẩn trên thị trường tuyển dụng quốc tế nhưng mà tại Việt Nam ấy thì đâu đó nó đã bị giảm lược đi rất là nhiều Ví dụ như kiểu là đối với chị Hiền ấy thì trong quá trình mà chị Hiền tuyển dụng có những cái vị trí rất là đặc biệt và thuộc co team có nghĩa là những cái vị trí rất quan trọng trong công ty thì chị Hiền đã trải qua rất là nhiều cách khác nhau để chị Hiền có thể check referral từ những cái bạn ứng viên của chị Hiền. Nhưng mà có những cái vị trí mà nó không quá quan trọng trong cái phần check lại thông tin của ứng viên thì nhà tuyển dụng thường có xu hướng bỏ qua cái phần này cũng được vậy thì phần này câu trả lời là nó có lên được đưa vào hay không thì theo như view của chị hiền là chị hiền nghĩ rằng là cái phần này có thể đưa vào cũng được hoặc không đưa vào cũng không ảnh hưởng gì cả. Nếu như trong trường hợp em muốn đưa phần thông tin này vào, em sẽ phải có sự trao đổi trước với những cái người mà em sẽ cung cấp thông tin trong cái phần CV của các em. Ví dụ em muốn uh, được referral từ chính các anh chị trưởng phòng của các em trước kia, thì em có thể hỏi trước anh chị trưởng phòng xem là anh chị có muốn đưa các cái thông tin con tách của các anh chị đó đối với cả nhà tuyển dụng của các em hay không. Trong trường hợp mà các anh chị đồng ý, thì em mới nên đưa cái phần tham chiếu này vào. Còn giả sử trong trường hợp mà các em không thực sự được sự đồng ý của người khác thì các em có thể bỏ qua và các em có thể ghi cái phần tham chiếu này là sẽ cung cấp nếu như thật sự cần thiết hoặc là sẽ cung cấp nếu như được yêu cầu đấy thì đấy là cái lời khuyên của chị hiền phỏng vấn thì nó sẽ là một trong những cái quy trình uh, tuyển dụng thì uh, câu chuyện là phỏng vấn thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc là chúng ta gặp mặt trực tiếp và trao đổi trực tiếp đối với cả bên phía nhà tuyển dụng của chúng ta để chúng ta có thể có thêm những cái thông tin về phía công ty cũng như là nhà tuyển dụng có thể có thêm những thông tin từ chính bản thân các em thì buổi phỏng vấn này nó giống như kiểu là một buổi ra mắt ấy thì cái câu chuyện là chúng ta sẽ uh, làm như thế nào đó để chúng ta tìm hiểu về nhau nhiều nhất đúng không? Thế thì bây giờ chị hãy cứ ví dụ như kiểu là phỏng vấn là khi mà chúng ta đi xem mắt uh, gọi là có thể là một uh, một bạn uh, gái nào đó hoặc là một bạn trai nào đó để xem xem là liệu người đấy có phải là người tình trong mộng của chúng ta hay không đi. Ví dụ như thế đi thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để chúng ta biết được xem là người còn lại người, người phía đối diện của chúng ta uh, muốn gì, thích gì, uh, có những cái điểm gì mà nó phù hợp với mình hay không hoặc là có những cái mục tiêu gì đó mà nó có thể match được với mình hay không? đúng không? thì khi khi đó ấy, thì chúng ta mới có thể gọi là bắt đầu một cái mối quan hệ mà nó thực sự gọi là tốt đẹp hoặc là cảm thấy thực sự gọi là vui vẻ được. đấy thì cái đấy nó là một cái hình hài của một cái buổi phỏng vấn. thế thì ở đây thì chắc chắn là cũng có rất là nhiều bạn thì đã tham gia một cái buổi phỏng vấn rồi. đó. thế thì bây giờ chị chị sẽ nói qua từ cái view từ phía nhà sử dụng với phía chị nhé. Thì uh, phong cách tuyển dụng của chị Hiền ấy thì chị Hiền thiên về cái câu chuyện là chị Hiền kết nối và uh, có một cái uh, tiếng nói đối với tối, tiếng nói chung đối với cả ứng viên và phong cách uh, tuyển dụng thì nó sẽ đi theo hướng hết hăn thì không biết là bạn nào thì đã từng nghe đến cái khái niệm về hết hăn hết hăn ở đây có nghĩa là săn đầu người nha thì khái niệm về hh ở đây có nghĩa là uh, họ sẽ luôn luôn là tìm kiếm những nhân tài cho công ty nhưng mà họ lại không hoàn toàn là ở vị thế cao hơn so với cả ứng viên mà họ là cái người kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng có thể gặp mặt nhau cũng có thể là gọi là trao đổi với nhau để đi đến một cái thỏa thuận hợp tác cuối cùng thì đấy là cái nhiệm vụ của một người làm hết hăn thì chị Hiền từ trước đến nay ấy với phong cách tuyển dụng của chị Hiền thì nó cũng đi theo cái hướng như vậy chị Hiền không có hoàn toàn là đứng về phía công ty cũng không hoàn toàn là đứng về phía nhật của của ứng viên mà chị Hiền sẽ là người ở giữa là người kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng à, chính vì đó ấy, thì cái vai trò của nhà tuyển dụng hiện nay ấy, thì nó không còn giống như ngày xưa nữa uh, khi mà các em có nghe các anh uh, gọi là các anh chị này hoặc là bố mẹ của chúng ta có từng chia sẻ về uh, cả trước kia khi mà bố mẹ hoặc là anh chị chúng ta đi tìm việc ấy thì nhà tuyển dụng đứng trên vai trò là người ở phía trên người ở phía trên ở đây ý, có nghĩa rằng là uh, họ luôn luôn đặt mình là một cái người mà có có cái, cái bề cái bề trên và bề thế cao hơn so với cả ứng viên và ứng viên chỉ có nhiệm vụ là phải trả lời toàn bộ những cái mong muốn nguyện vọng và câu hỏi của nhà tuyển dụng thôi thì đấy là cái 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 câu chuyện về tuyển dụng cách đây khoảng 10 năm trước thế nhưng mà ở thời điểm hiện nay ý, thì dần dần nhà tuyển dụng họ đúng vai trò là trung điểm của một đường thẳng các em đã học về khái niệm đường thẳng rồi đúng không? một đường thẳng thì sẽ có hai điểm điểm kết điểm đầu và điểm cuối thì một cái một cái đoạn chị xin lỗi đấy là khái niệm đoạn thẳng nhé và một đoạn thẳng đấy thì điểm đầu tiên chị coi nó là gọi là hiring manager có nghĩa là doanh nghiệp của chúng ta và điểm cuối là ứng viên đi thì nhà tuyển dụng họ chính là trung điểm họ có nghĩa là họ đứng ở giữa ở giữa hai cái người đó và họ làm như thế nào đó để họ kết nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên lại với nhau thì đấy là nhiệm vụ của 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 một người làm tuyển dụng hiện nay cho nên là chính vì khi mà chị chia sẻ cái điều này ấy, là để cho các em chị mong muốn ấy là các em không cảm thấy sợ khi mà chúng ta nói chuyện đối với cả một một anh chị làm về hr và về tuyển dụng nữa mà chúng ta hãy coi rằng là các anh chị ấy đang là cái người kết nối các em với quả doanh nghiệp và các anh chị cũng rất là mong muốn được có cơ hội được hợp tác cũng như là trò chuyện với các em sâu hơn để duy trì một cái mối quan hệ giữa anh chị ấy với cả các em bởi vì là câu chuyện ấy là có rất là nhiều bạn ở đây thì chị thấy có một bạn chat lại ở trong 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 phần bóc chat với chị ấy là mỗi lần phỏng vấn xong mà bị từ chối thì cảm giác lại giống như kiểu chúng ta bị thất tình ấy thì thực tế ấy, đó là khi mà các em ấy làm quen hoặc là chúng ta có một cái mối quan hệ đối với cả một anh chị hr nào đó thì không hoàn toàn là các anh chị ý chỉ hướng em là phải làm việc trong cái doanh nghiệp mà hiện nay họ cũng đang tự, họ đang tuyển dụng cho doanh nghiệp đó mà về sau ấy trong suốt cái quá trình mà họ làm việc họ làm tuyển dụng và họ làm hr ấy họ vẫn có thể tuyển dụng lại các em có thể là vào doanh nghiệp đó hoặc là có thể là vào một cái doanh nghiệp nào đó khác thì đấy là cái lý do vì sao mà họ rất là mong muốn được chia sẻ cũng như là được kết nối và được uh, gọi là duy trì một cái mối quan hệ giữa em và nhà tuyển dụng một cách lâu dài và nó kiểu nó nó sẽ gọi là thân thiết hơn so với chỉ là vai trò là một người đi tìm việc thì đấy là một số những cái mà chị rất là mong muốn được chia sẻ với các em trong cái buổi đầu tiên này như này rồi uh, có một bạn ấy thì bạn có chat là thế thì không biết là các anh chị này uh, làm các anh chị mà làm về hết hunter ấy có nghĩa là săn đầu người ấy thì các anh chị có lợi ích gì không thì uh, chị Xin chia sẻ rằng là chúng ta khi mà chúng ta làm việc ấy thì chúng ta sẽ đều có những cái lợi ích nhất định đúng không Chắc chắn là các bạn cũng sẽ có đâu đó là các bạn ấy đi làm vì môi trường làm việc, vì sếp, vì mức lương, vì chế độ đãi ngộ hoặc là bất kỳ một cái mục đích tiêu gì đó trong cuộc sống mà chính là các bạn, bản thân các em, các em có những cái mục tiêu đấy để phục vụ cho chính bản thân mình. Thì các anh chị làm về tuyển dụng cũng như vậy. Các anh chị cũng sẽ có những cái mục đích khác nhau. Có người ấy thì mục đích của họ là liên quan đến vấn đề về vật chất. Có những cái người ấy, thì mục đích của họ lại liên quan đến chính lợi ích của công ty Thì cái này chị cũng sẽ không thể nào mà chị có thể trả lời được hết Tất cả những cái mục đích hay là mục tiêu của các anh chị khi anh chị làm nghề được Thế nhưng ấy, tuy nhiên khi mà chị làm trong cái lĩnh vực về tuyển dụng và nhân sự Thì chị nhận thấy một điều là ngành nghề lĩnh vực về tuyển dụng và nhân sự ấy, Bản chất là nó rất là nhỏ nó nhỏ có nghĩa là thực tế ra ấy, thì thị trường tuyển dụng hay là thị trường nhân sự thì nó sẽ khá là khép kín và gần như kiểu là các anh chị làm về HR ở trong cái thị trường đấy sẽ quen nhau rất là nhiều và sẽ có mối quan hệ mà nó link đến với nhau chính vì thế nên ấy, khi mà làm cái nghề về tuyển dụng và nhân sự thì buộc các anh chị sẽ làm với một cái tâm huyết và một cái um, gần như kiểu rằng là các em hiểu rằng là một cái tâm thật sự của các anh chị đó để có thể duy trì được một cái uy tín của bản thân ở trong cái lĩnh vực và thị trường tuyển dụng đấy chính vì thế nên là các em hãy thoải mái trong cái việc là có những cái kết nối sâu hơn đối với cả nhà tuyển dụng trong suốt cái quá trình mà các em từ khi mà chúng ta apply cho đến khi là chúng ta phỏng vấn và kết thúc cái buổi phỏng vấn đấy chị sẽ bắt đầu với cái phần khi mà các em đã vượt qua được vòng cv rồi và chúng ta được gọi điện để đi phỏng vấn thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái gì trước khi chúng ta đi phỏng vấn nhá khi mà chúng ta bắt đầu một buổi phỏng vấn nào đó là chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng rất là hồi hộp rồi OK. Thế thì vậy thì câu chuyện là làm như thế nào để chúng ta được giãn uh, được cái sự hồi hợp với da và chúng ta cảm thấy bình tĩnh hơn, uh, đỡ lo lắng hơn trước một buổi phỏng vấn đấy? Thì chị nghĩ rằng là đầu tiên ấy là khi mà chúng ta bắt đầu một cái gì đó, chúng ta sẽ phải hiểu được là xem là cái mà chúng ta sẽ bắt đầu nó sẽ phải như thế nào, cái hình thái của nó nó sẽ phải như thế nào đúng không? ok ví dụ như kiểu rằng là ok bây giờ chúng ta đang upline vào một doanh nghiệp a nào đó thì chúng ta sẽ phải biết chắc chắn là doanh nghiệp a này làm về lĩnh vực và ngành nghề như thế nào doanh nghiệp A này có phải là doanh nghiệp mà tôi mơ ước hướng đến hay không Hay là cái văn hóa của doanh nghiệp A này có phải là một cái nơi mà chúng tôi mà tôi có thể gọi là phát triển cũng như là có thể sống được 8 tiếng một ngày tại doanh nghiệp hay không Thì cái đấy là cái điều đầu tiên sau đó ấy, thì chúng ta phải tìm hiểu xem là cái vị trí mà chúng ta đang apply vào ấy có phải là cái vị trí mà chúng ta mong muốn chúng ta làm việc trong cái thời gian tới hay không có rất là nhiều bạn ấy, các bạn ấy apply vào chỉ đơn giản là bởi vì là bạn ấy chưa có một cái công việc nào cả. Chính vì thế nên là bạn ấy rất là mong muốn có một cái công việc để các bạn ấy có thể là không thua kém người khác này, có thể là có một cái mức lương hoặc là đơn giản là cảm thấy không bị thất nghiệp thì các bạn ấy apply bừa vào trong một cái doanh nghiệp nào đó. Chính vì thế nên các bạn ấy không có cái sự phân tích về cái vị trí ứng tuyển khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta vào một cái doanh nghiệp hoặc là chúng ta upline vào một doanh nghiệp. Thì cái điều này nó sẽ giúp, nó sẽ khiến cho các em cảm thấy rất là hồi hộp và rất là lo lắng là không biết là ngày mai khi mà chúng ta bắt đầu với các buổi phỏng vấn ở doanh nghiệp đó ấy, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu như thế nào và thậm chí là vị trí của chúng ta sẽ bắt đầu ở doanh nghiệp nó sẽ như thế nào thì đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các em cảm thấy rất rất là hồi hộp. Thứ hai ấy, đấy là chúng ta có thể là cố gắng luyện tập một chút trong cái buổi phỏng vấn cho một cái buổi phỏng vấn tiếp theo. Ví dụ như kiểu là chúng ta có thể đứng trước gương và chúng ta thử xem là ừ, liệu mà ví dụ như kiểu cơ mặt này của chúng ta này, hình thái này của chúng ta này, rồi cái phong cách chúng ta trả lời và chúng ta đối ứng xử đối đáp lại đối với nhà tuyển dụng như thế này thì đã ok chưa? đã cảm thấy là ổn hay chưa? hoặc là thông thường ấy, thì có thể là chúng ta nói chuyện với cả một người đã có kinh nghiệm hơn trong cái việc phỏng vấn ví dụ như kiểu là các anh chị đã đi trước này hoặc là chính uh, uh, bạn bè của chúng ta hoặc là đơn giản là chúng ta có thể hỏi uh, chính uh, những cái thầy cô mà đã dạy dỗ chúng ta chẳng hạn xem là thầy cô đưa ra những cái lời khuyên như thế nào với chúng ta thì chị nghĩ là đấy cũng sẽ là một trong những cái cách để chúng ta có thể luyện tập trước cho một cái buổi phỏng vấn nào đó và cuối cùng ấy là chị nghĩ là các em cần phải chuẩn bị một cái trang phục uh, thật là gọi là lịch sự này cũng như là đúng với cả cái tính chất của um, cái công việc văn phòng hoặc là chúng ta chính bản thân chúng ta có thể hỏi lại nhà tuyển dụng đấy là nếu như giả sử đi phỏng vấn thì nhà tuyển dụng có yêu cầu đặc biệt gì về trang phục đối với cả người đi phỏng vấn hay không để chúng ta có thể chuẩn bị một bộ trang phục nó phù hợp đối với cả buổi phỏng vấn tiếp theo của chúng ta và cố gắng là chúng ta hãy ghi nhớ địa điểm phỏng vấn nha. Tại vì ví dụ như chị chẳng hạn thì chị xin chia sẻ là chị là một trong những cái người mà uh, rất là kém uh, về địa vị trí địa lý. Chính vì thế nên là ví dụ như kiểu là chị ở Hà Nội đến nay là cũng được gần 30 năm ở Hà Nội rồi. Thế nhưng mà các cái quận hoặc là các cái tỉnh thành ở ở, ở xung quanh Hà Nội này hay là các cái quận ở trong nội thành Hà Nội thì chị vẫn chưa có ghi nhớ hết và chị cũng không biết đường đi đến các cái quận thành này luôn đó rất là nhiều bạn chắc là cũng gặp tình trạng giống như chị những kiểu là đi phỏng vấn là cũng bị lạc đường đúng không thì uh, tốt nhất ấy, là chúng ta trước cái buổi phỏng vấn ấy thì chúng ta nên thử sợt trước thông tin của cái vị trí địa điểm của công ty đó này hoặc là cái đường đi nó sẽ như thế nào nó có dễ hay không có dễ bị tắt đường vào cái thời điểm mà chúng ta đi phỏng vấn hay không hoặc là nó có gọi là khó khăn gì khi mà chúng ta đi qua cái con đường đấy hay không thì chị nghĩ là cố gắng là hãy chuẩn bị chuẩn bị trước cái đó nhé ờ hoặc là có một bạn bạn chat là chị thấy rất là hay cảm chị rất là cảm ơn Huy nha đấy là tốt nhất là sẽ sử dụng grab grab hoặc là bi đúng không thì uh, chắc chắn là các anh ôm là các anh ấy sẽ biết ngay địa điểm chúng ta cần đi phỏng vấn ở đâu để chúng ta đưa thẳng uh, chúng ta đến nó luôn và không bị lo cái vấn đề về lạc đường nữa đúng không ok uh, vậy thì trong cái phần vừa rồi ấy thì chị có nói về một cái câu liên quan đến tìm hiểu các cái thông tin về công ty thì có rất là nhiều bạn các bạn cũng hỏi chị là ừ, không biết là nếu mà tìm hiểu thông tin về công ty thì chúng ta có thể tìm hiểu những cái gì à, thì như chị cũng vừa trao đổi ấy, đấy là ít nhất nhá các em cũng sẽ phải nắm được là công ty đấy có phải là công ty ảo hay không đúng không Uh, nó có phải là công ty ảo hay không thì có cũng có một 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 cái câu chuyện mà chị Hiền đã từng chia sẻ với các em trong buổi phỏng vấn trước đó um, về ở liên ở trong buổi chia sẻ trước đó về cái kỹ năng về về um, viết CV ấy, thì để có thể biết được xem là cái công ty đó có phải là công ty ảo công ty ma hay không thì tốt nhất là chúng ta nên kiểm tra các cái thông tin công ty về mã số thuế của công ty trên các cái hệ thống thông tin của chính phủ thì cái điều đó có thể giúp cho chúng ta biết được là công ty đấy có đang hoạt động hay không thứ hai nữa đấy là tất cả các cái công ty hiện nay thì hầu như là chị đều thấy là sẽ có những cái hệ thống website website giới thiệu với công ty thì chắc chắn rồi, nếu như mà chúng ta lên một cái hệ thống website ấy, mà chúng ta đọc một cái thông tin công ty mà nó không đủ rõ ràng hoặc là nghe có vẻ là có rất là nhiều những cái thông tin nó không được um, nghe nó có vẻ hơi đa cấp chẳng hạn, chị Hiền nói nói qua là như vậy thì chúng ta phải dè chừng với cả những cái công ty dưới hình thức như thế và chúng ta sẽ phải biết được là cái sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của công ty mà chúng ta đang apply vào, họ đang hoạt động trong cái lĩnh vực kinh doanh như thế nào, cũng như là cái mục tiêu kinh doanh của họ nó sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai. Thì tất cả những cái thông tin này thông thường đối với nhà tuyển dụng hiện nay, họ đều có cái sự show up trên chính cái hệ thống website của họ hoặc là họ sẽ có cái sự chia sẻ trong chính cái tin tuyển dụng mà họ sẽ đăng tuyển bởi vì khi mà các em upline ở trong giai đoạn hiện nay thì chị nhận thấy một điều là các em rất là kén về những cái công việc của nhà tuyển dụng có nghĩa là vì chúng ta có quá nhiều cơ hội chính vì thế nên là chúng ta thấy cơ hội nào tốt này cơ hội nào hấp dẫn với chúng ta này thì chắc chắn là lúc đấy chúng ta mới apply vào đúng không và chính vì thế nên là để có thể gọi là lôi kéo được nhà tuyển dụng mà họ là gọi là lôi kéo được các em upline được vào doanh nghiệp của họ ấy, thì họ sẽ thường là sâu ra tất cả những cái liên quan đến văn hóa của công ty và những cái tốt đẹp nhất từ phía công ty của họ nên các em hoàn toàn là có thể rất dễ dàng trong cái việc là research và tìm kiếm các cái câu thông tin về công ty mà chúng ta sẽ chuẩn bị upline sắp tới thứ hai ấy, đấy là chúng ta cần phải biết xem là người phỏng vấn của chúng ta sẽ là ai người phỏng vấn ở đây ấy, thì thưa thông thường với một buổi phỏng vấn uh, gọi là một buổi phỏng vấn ở Việt Nam ấy thì chị nhận thấy rằng là sẽ có khoảng hai người sẽ phỏng vấn các em thứ nhất đấy là chuyên viên tuyển dụng và thứ hai đấy là hiring manager có nghĩa là người quản lý trực tiếp của các em khi các em vào trong công ty sẽ có rất là nhiều các cái doanh nghiệp thì sẽ có khoảng từ 2 đến 3 vòng phỏng vấn trở lên, có nghĩa là rất là nhiều các phòng phỏng vấn. Thì qua mỗi vòng phỏng vấn như vậy sẽ có những cái anh chị mà thuộc cấp bậc khác nhau phỏng vấn các em. Ví dụ như kiểu là cái cuộc phỏng vấn đầu tiên thì thông thường sẽ là đối với chuyên viên tuyển dụng. Buổi phỏng vấn tiếp theo có thể là đối với quản lý hoặc là CEO hoặc là trưởng gọi là trưởng bộ phận hay là bất kỳ một cái người nào đó có cấp bậc cao ở trong công ty thì đấy sẽ là cái 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 sự diễn ra của cái quy trình phỏng vấn tại Việt Nam. À, thế nhưng mà tuy nhiên ấy thì để cho các em có thể biết được chắc chắn cái người phỏng vấn của chúng ta sẽ là ai thì trong cái buổi nói chuyện đối với cả cả anh chị tuyển dụng mà gọi điện cho các em để gọi là mời các em đi phỏng vấn ấy thì các em hãy hỏi luôn các anh chị xem là cái người sẽ phỏng vấn các em trực tiếp trong buổi ngày mai sẽ có thể là bao gồm những ai và chúng ta đừng uh, gọi là cảm thấy rằng là uh, không tôn trọng nhà tuyển dụng hay cảm thấy ngại khi mà chúng ta hỏi cái câu hỏi đó bởi vì đối với nhà tuyển dụng ấy thì họ hoàn toàn là rất là thoải mái khi mà họ chia sẻ cho các em những cái thông tin về buổi phỏng vấn tiếp theo của các em nếu như mà khi mà các em bắt đầu vào một buổi phỏng vấn ấy thì chắc là chị sẽ xin chia sẻ đến từ view của phía nhà tuyển dụng uh, thì thông thường nhà tuyển dụng họ sẽ có hai cấu trúc về một buổi phỏng vấn đầu tiên ấy, đấy là sẽ là những cái câu hỏi mà phỏng vấn có cấu trúc những cái câu hỏi mà phỏng vấn có cấu trúc thông thường sẽ là những cái câu hỏi đã có sự soạn sẵn và nó đã gần như kiểu rằng là phích cứng ở một số những cái câu hỏi nhất định như vậy rồi ví dụ như kiểu là uh, em có thể giới thiệu qua thông tin về bản thân này em có thể nói lý do vì sao em lại nghỉ việc ở công ty cũ này hoặc là em có thể nói cho các anh chị biết là em có ưu điểm và nhược điểm gì uh, từ chính bản thân các em này thì đấy sẽ là những cái câu hỏi có cấu trúc. thì thông thường những cái câu hỏi có cấu trúc này sẽ được áp dụng đối với cả hầu hết các cái bạn ứng viên ở vòng sơ vấn và sơ loại hồ sơ. tức là có thể là với nhà tuyển dụng ấy họ sẽ hay hỏi những cái câu hỏi này khi mà họ gọi điện trực tiếp cho các em. À, vậy thì trong cái quá trình mà các em trải qua những cái câu hỏi như vậy thì các em sẽ cần phải lưu ý cái gì? Ờ, đối với chị ấy, thì những cái câu hỏi như vậy các em chỉ cần phải trả lời đúng trọng tâm ngắn gọn và đủ ý là đã ok đối với cả nhà tuyển dụng rồi ờ, chúng ta đừng lan man sang những cái vấn đề khác và chúng ta hãy cố gắng là để cho cái phần trả lời của chúng ta nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1 đến 3 phút Nhìn chung là tối đa là 3 phút thôi. Nếu như mà một câu trả lời quá dài thì thứ nhất là nhà tuyển dụng họ cũng sẽ không thể ghi nhớ hết tất cả các cái thông tin của các em. Thứ hai, nữa là cái cách trả lời của các em nó sẽ trở nên lan man và nó sẽ không có đúng cái trọng tâm của cái câu hỏi mà nhà tuyển dụng muốn hỏi. Nên chúng ta hãy cố gắng là cho tất cả các cái câu hỏi câu trả lời của chúng ta chỉ nên dao động khoảng từ 1 đến 3 phút. À, vậy thì với những cái câu hỏi như thế này thì thông thường sẽ có những cái câu hỏi như thế nào chúng ta sẽ rất 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 là cần phải lưu ý thì chị sẽ sẽ sâu cho các em một vài những cái câu hỏi trong cái phần liên quan đến câu hỏi có cấu trúc nhé rồi đầu tiên này à, chúng ta sẽ hay được hỏi câu này hỏi này đúng không chúng ta hãy giới thiệu về bản thân Chắc chắn là bạn nào ở trong này thì cũng sẽ từng được hỏi cái câu này, kể cả khi không phải là trong một buổi phỏng vấn mà sẽ có rất là nhiều các cái buổi gặp gỡ khác hoặc là thậm chí rằng là chính trong cái lớp học của chúng ta, chúng ta cũng sẽ được hỏi câu hỏi liên quan đến giới thiệu về bản thân. Vậy thì thông thường ấy sẽ có rất là nhiều bạn cảm thấy lúng túng từ chính cái câu hỏi đầu tiên này, chúng ta không biết là phải trả lời như thế nào cho câu hỏi giới thiệu về bản thân nó được trọn vẹn nhất nó không thừa nó không thiếu mà nó cũng thực sự gây được ấn tượng đối với nhà tuyển dụng thì đầu tiên ấy khi mà chị hỏi câu hỏi liên quan đến giới thiệu về bản thân thì chị sẽ rất là mong muốn các bạn ấy sẽ trả lời được những cái phần câu hỏi như sau thứ nhất các bạn ấy sẽ nói được đầy đủ về họ tên về những cái thông tin cá nhân của các bạn thông tin ở đây không phải là số điện thoại và email nhé cái đấy thì chắc chắn là chúng ta đã có trong cv rồi đúng không mà thông tin ở đây thì có thể là về những cái trình độ học vấn của các em cái quá trình mà chúng ta đã từng làm việc ở các công ty trước kia như thế nào lý do vì sao mà chúng ta lại rời khỏi cái công việc đó. Mục tiêu về công việc và cuộc sống tiếp theo của chúng ta là như thế nào và lý do vì sao chúng ta lại apply vào trong doanh nghiệp đó thì đấy là những cái phần mà chị nghĩ rằng là vừa đủ trong cái phần liên quan đến giới thiệu về bản thân. Và tất cả những cái phần trả lời đó cũng chỉ nên dao động từ 1 đến 3 phút thôi. Nếu như mà các em nói quá dài hoặc là quá lan man ấy, thì thứ nhất là chúng ta sẽ gặp được cái tình trạng là chúng ta trả lời các cái câu hỏi nó bị thừa. Và thứ hai nữa, đấy là sẽ khiến cho nhà tuyển dụng cảm thấy là em đang nói quá nhiều và không có cái gọi là một cái cơ hội để cho nhà tuyển dụng có thể open tiếp cái câu chuyện của chúng ta. Thì chúng ta hãy nên chỉ dừng lại ở những cái đấy, những cái vấn đề mà chị vừa chia sẻ thôi. Và nếu như giả sử trong trường hợp ấy mà chúng ta không có quá nhiều kinh nghiệm làm việc để chúng ta chia sẻ đến cho nhà tuyển dụng thì chúng ta hãy cố gắng là nói rõ về cái mục tiêu cá nhân của chúng ta trong giai đoạn tiếp tiếp theo nó sẽ là như thế nào. Trong cái phần đầu tiên khi chị Hiền chia sẻ về kỹ năng viết CV ấy thì chị Hiền đã nói rằng với những cái CV mà bản chất chưa có nhiều uh, kinh nghiệm làm việc cũng như là chưa có cái quá trình làm việc đa dạng thì chị hiền sẽ thường hay đọc và gây ấn tượng bởi cái phần mục tiêu công việc và cái phần mục tiêu công việc này các em cũng vẫn nên phải đi theo đúng cái hướng mà chúng ta đã viết ở trong cv chúng ta nên có những cái mục tiêu ngắn hạn cho đến mục tiêu dài hạn và sẽ có những cái con số thống kê cũng như là những cái kỹ năng mà chúng ta mong muốn học hỏi và đạt được trong cái giai đoạn sắp tới khi mà chúng ta hướng đến về cái mục tiêu công việc thì đấy chính là một trong những cái cách để chúng ta có thể gây được ấn tượng đối với nhà tuyển dụng các em cần phải ghi nhớ rằng nhà tuyển dụng họ sẽ rất rất là thích những cái bạn mà các bạn ấy có mục tiêu công việc rõ ràng và các bạn ấy có cái định hướng về nghề nghiệp trong tương lai bởi vì là những cái bạn như vậy ấy, thì nhà tuyển dụng họ cũng sẽ biết được là liệu khi mà bạn ấy vào trong doanh nghiệp của họ thì họ có thể có khả năng trong cái việc là giữ chân em hay không hoặc là môi trường của công ty và định hướng phát triển của công ty thì có phù hợp với em hay không để em có thể tiếp tục là với công việc với cả công ty hay không thì đó là cái lý do vì sao mà họ rất rất mong muốn được nghe về cái phần mục tiêu công việc của các em thì các em hãy ghi nhớ cái điều đó nha rồi như chị Hiền vừa nói ấy, thì chắc chắn là trong cái phần liên quan đến giới thiệu bản thân thì chúng ta sẽ nói về cái phần mục tiêu và định hướng nghề nghiệp rồi chính vì thế nên ấy, nếu như các em đã nói được cái phần đó thì nhà tuyển dụng hạn sẽ thường là không hỏi cái câu hỏi thứ hai này nữa còn giả sử trong trường hợp mà nhà tuyển dụng muốn biết sâu hơn lý do vì sao em lại có phần mục tiêu như vậy thì họ sẽ đổi cái câu hỏi này thành là em có thể giải thích vì sao em lại nghĩ rằng mình phù hợp với công việc và nghề nghiệp tương lai đó hay không. Thì các em có thể tiếp tục là nói về những cái định hướng của các em cũng như là cái lý do vì sao em lại cảm thấy là công việc đó nó sẽ phù hợp với cả cái định hướng phát triển của em hoặc là tính cách của em thì tại có hiện tại có phù hợp với cả cái nghề nghiệp sắp tới mà em theo đuổi hay không thì đấy là cái mà nhà tuyển dụng rất là mong muốn ngoài ra ấy thì khi mà nói về phần mục tiêu các em hãy nhấn mạnh về cái phần mà các em sẽ làm gì khi chúng ta tham gia vào doanh nghiệp đó, có nghĩa là mục tiêu phát triển của chúng ta tại doanh nghiệp sẽ là gì. Thì khi mà các em nói về mục tiêu phát triển của chính bản thân mình tại doanh nghiệp đó thì nhà tuyển dụng họ có thể biết được là à em thực sự nghiêm túc với công việc này và công ty có thể đáp ứng được em, công ty có thể có đủ khả năng để giữ chân em và làm cho em phát triển theo đúng cái định hướng mục tiêu đó thì cái điều đấy cũng sẽ giúp cho các em có thể gọi là hợp tác một cách uh, lâu dài cũng như là uh, vui vẻ đối với cả phía nhà tuyển dụng được rồi có một cái phần ấy mà chị cũng vừa trao đổi ấy đó là nhà tuyển dụng họ sẽ hay hỏi về những cái kinh nghiệm mà trước kia em đã làm tại các công ty cũ là gì thì khi nói về cái phần kinh nghiệm làm việc trước kia của các em ấy thì chị nghĩ rằng là các em hãy cố gắng là chúng ta nói được rõ về cái phần vai trò của chúng ta tại công ty cũ là gì và cái thành tích mà chúng ta đã đạt được tại công ty cũ đó sẽ có như thế nào thì cụ thể ấy, đó là khi mà chúng ta đã viết ở trong CV những cái phần mà liên quan đến kinh nghiệm rồi thì câu hỏi là tại sao chúng ta lại phải nói lại cái nó một lần nữa đối với cả nhà tuyển dụng thì đây cũng là một trong những cái cách để nhà tuyển dụng có thể check xem là em có đang nói dối hay không. Thì tại sao lại như vậy nhỉ? À, chúng ta thử nghĩ nhá, khi mà chúng ta viết ở trong CV ấy thì chắc chắn là nhiều khi là chúng ta nếu như mà với những cái bạn ứng viên mà các bạn ý không trung thực chẳng hạn thì các bạn ý sẽ uh, làm giả cái thời gian mà đã làm tại công ty cũ hoặc là một giả một cái khoảng thời gian nào đó thì khi mà em được hỏi cái câu hỏi này và em đối diện trực tiếp đối với nhà tuyển dụng thì thông thường nhá em sẽ có thể là không thể ghi nhớ hết được cái quãng thời gian thực sự mà em ghi ở trong CV À, nó sẽ làm cho các em lúng túng nếu như mà cái quãng thời gian đấy nó là không thật đấy cái đấy là cái đầu tiên thứ hai ấy, đấy là khi mà hỏi sâu hơn về cái phần kinh nghiệm làm việc đó thì em sẽ không thể nào mà ghi nhớ hết được những cái điều mà chúng ta đã viết theo kiểu dưới hình thức là chúng ta không có làm ở trong cv thì nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị lúng túng và chúng ta thể hiện là chúng ta đang không thật chờ không chân thật đối với chính những cái công việc làm việc trước kia của chúng ta thì đây cũng là một trong những cái tip mà giúp cho nhà tuyển dụng có thể trách được xem là hiện nay em có đang nói sai sự thật so với cả những cái gì em đã viết ở trong cv hoặc là đã chia sẻ trước đó hay không thế nên là cái lời khuyên của chị ấy, là chúng ta hãy cố gắng là chúng ta chia sẻ những cái mà thật sự chúng ta đã làm và chính xác cái khoảng thời gian mà chúng ta đã làm trước đó. Nếu như giả sử trong trường hợp mà chúng ta không thể ghi nhớ chính xác được thì chúng ta cũng nên chia sẻ cái điều đó một cách chân thành đối với nhà tử dụng để chúng ta tránh cái việc là chúng ta bị đánh giá là một người không trung thực hoặc là chúng ta bị đánh giá là chúng ta đang nói dối thì cái đấy nó cực kỳ là tối kỵ trong quá trình về phỏng vấn. Rồi, uh, có một cái câu hỏi nữa nghe thì có vẻ là hơi lạ thì không biết là bạn nào đã từng nghe đến những cái câu hỏi như vậy chưa? đó là cái cách làm việc của em, cái cách làm việc của em nó sẽ như thế nào? thì uh, câu chuyện ấy, đấy là khi mà các em nói về cái uh, cái cách làm việc của các em tại một doanh nghiệp hoặc là một cái uh, công việc trước đó của các em thì nhà tuyển dụng có thể biết được là cái văn hóa làm việc của em với văn hóa làm việc của công ty nó có đang giống nhau hay không? nếu như giả sử trong trường hợp là văn hóa làm việc của em với văn hóa làm việc của công ty nó không có tương đồng với nhau thì sẽ có hai trường hợp xảy ra một đấy là nhà tuyển dụng họ sẽ phải training lại từ đầu đối với cả em khi mà em onboarding vào doanh nghiệp nhưng mà nếu như trong trường hợp nhà tuyển dụng thấy rằng em sẽ là một cái người khó thay đổi hoặc là không thể nào mà có cái sự học hỏi nhanh được tại công ty thì họ chắc chắn là họ sẽ đánh trượt em luôn và họ sẽ không tạo điều kiện để cho em show off một số những cái khả năng khác của em nữa hai đấy là nhà tuyển dụng họ sẽ hỏi em trong cái việc là em có thể làm việc theo cái hình thức và cái cách thức mà công ty đang hoạt động được hay không để em có thể chính bản thân em cân nhắc xem là liệu em có phù hợp với cả văn hóa của công ty hay không. Còn nếu như giả sử trong trường hợp ấy mà em cảm thấy rằng là cái câu hỏi này ấy, nó em không biết trả lời như thế nào hoặc là em không biết là phải diễn giải cái cách làm việc của mình ra làm sao thì chị khuyên rằng là các em có thể hỏi ngược lại phía nhà tuyển dụng xem là thông thường với nhà tuyển dụng ấy thì cái phong cách làm việc và cái phong cách làm việc của chính cái team mà em sẽ hợp tác tiếp theo ấy thì nó sẽ như thế nào để em có thể tìm hiểu luôn được là liệu văn hóa công ty của nhà tuyển dụng có phù hợp với cả cái cái chính cái tính cách và cái con người của các em hay không thì đấy là một trong những cái cách mà chị chị hỏi lại đối với phía nhà tuyển dụng và câu hỏi tiếp theo liên quan đến nguyện vọng và mong muốn ở công ty Chị nghĩ rằng là rất là nhiều bạn thì các bạn ý đã được nhận cái câu hỏi này rồi đúng không? Ờ, thì thực tế ra ấy, thì là đối với chị thì chị rất là hay hỏi các bạn xem là các bạn mong muốn gì khi mà chúng ta làm việc tại công ty ờ, vì là các bạn hay nói rất là chung chung ờ, chị thấy thường ấy thì các bạn hay ghi trong cv hoặc là hay ghi ở hay hay nói chuyện với nhà tuyển dụng là em mong muốn được làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp À, em mong muốn làm việc tại một cái môi trường có thể giúp cho em học hỏi và phát triển được bản thân thì chị đánh giá rằng là đấy là những cái câu hỏi nó nó câu trả lời nó khá là chung chung à, bởi vì là khi mà chúng ta nói như vậy thì thực tế ra là uh, sẽ có rất là nhiều các cái công ty cũng có cái sự chuyên nghiệp giống như vậy và có rất là nhiều những cái công ty thì họ cũng tạo điều kiện rất là nhiều cho 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 nhân viên của mình phát triển tại công ty đó đúng không? Ờ, vậy thì chị cũng không biết là phải làm như thế nào để có thể thỏa mãn được cái nguyện vọng và cái mong muốn của các em thì chị nghĩ rằng là trong cái những cái câu hỏi kiểu như thế này ấy, thì em nên chia sẻ thẳng thắn về cái mong muốn của các em là tại sao các em lại apply vào trong công ty đó sẽ có rất là nhiều bạn apply bởi vì là các bạn ấy cảm thấy là cái mức lương rất là hấp dẫn thì chị nghĩ rằng là đây cũng không phải là một câu trả lời tệ nhưng mà chúng ta sẽ phải tìm cách để chúng ta hướng cái câu trả lời này làm sao cho nó chuyên nghiệp nhất và nó thể hiện được nó không đúng chính xác ra để là nó không không cảm thấy là nó quá bị phô, nó không bị quá bị phô diễn và nó không bị tự cao quá. Thì thông thường nhá, nếu như mà các bạn ấy đến với công ty về mức lương thì chị nghĩ rằng câu trả lời hoàn hảo đó là các em có thể trả lời rằng uh, cái mong muốn và nguyện vọng công việc tiếp theo của các em đó là tìm được một cái công việc có một cái mức thu nhập tốt hơn để các em có thể phát triển được bản thân và yên tâm trong cái câu chuyện là gắn bó với cả một công ty thì chị nghĩ rằng là đấy sẽ là một cái câu trả lời nó thẳng vào chính cái mong muốn và nguyện vọng của các em nhưng mà nó lại không bị làm cho nhà tuyển dụng cảm thấy quá khó chịu hoặc là cảm thấy rằng là các em đang có cái sự đòi hỏi về mức lương đối với nhà tuyển dụng có rất là nhiều bạn ấy chat trong cái phần chat ấy thì chị nhận thấy rằng là các bạn đang hỏi rất là nhiều về cái phần liên quan đến mức lương thì chị nghĩ rằng là một lúc nữa chị sẽ cho các em một cái câu trả lời với câu hỏi là mức lương mà các em mong muốn sẽ là bao nhiêu thì chị nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn quan tâm trong buổi ngày hôm nay đúng không rồi đấy chúng ta vừa nói phát là bây giờ chúng ta có luôn rồi Um, chị thấy rằng là có một bạn là bạn Tiến Vũ này hỏi rằng là mức lương em mong muốn ở công ty trả cho mình là bao nhiêu thì mình sẽ phải trả lời như thế nào cho khéo. Ok, chị thấy là Vũ có nói đến một cái cụm từ đấy là từ khéo. Từ khéo ở đây có nghĩa là nếu như mà chúng ta trả lời với một cái một cái cách mà chúng ta đang gọi là ngay lập tức vào cái câu hỏi câu câu trả lời đó thì có thể là chúng ta sẽ bị Uh, chúng, chúng chúng ta sẽ bị gọi là đánh giá này hoặc là chúng ta sẽ bị uh, gọi là cảm thấy rằng là mình bị tự cao hoặc là như thế nào đó chẳng hạn thì câu chuyện là, là cái câu hỏi mà liên quan đến cái mức lương này sẽ có rất là nhiều bạn các bạn ấy nói rằng là um, em sẽ trả lời rằng là nhà tuyển dụng họ trả cho em bao nhiêu cũng được hoặc là em sẽ trả lời rằng là uh, nhà tuyển dụng offer cho em bao nhiêu em cũng đồng ý hoặc là giống như kiểu là ở trên jd hoặc là như thế nào đó chẳng hạn có nghĩa là những cái câu trả lời nó rất là chung chung thì thông thường nhá đối với chính bản thân chị chị cũng đã từng trả lời cái câu hỏi này đối với cả uh, rất là nhiều các cái anh chị thậm chí là ceo hoặc là gọi là uh, trưởng phòng trưởng nhóm tại các cái công ty và tập đoàn lớn thì các anh chị rất mong muốn được nghe đến một con số cụ thể có nghĩa là chúng ta nên đưa ra một con số cụ thể đối với nhà tuyển dụng là chúng ta mong muốn bao nhiêu, chứ chúng ta đừng nên đưa ra một cái mức chung chung hoặc là chúng ta đừng nên đưa ra là em thấy là bao nhiêu cũng được. Thì làm như thế nào chúng ta có thể đưa ra được cái con số cụ thể này? Thì chị Hiền nói rằng sẽ chị Hiền có khuyên rất là nhiều bạn đấy là các em hãy áp dụng ba cái ba cái cách sau đây để chúng ta đưa ra được một con số. Thứ nhất chúng ta hãy dựa vào cái mức lương trung bình của thị trường tại cái vị trí tuyển dụng đó thì làm như thế nào để chúng ta biết được cái mức lương trung bình của thị trường ờ, một cái cách đơn giản nhất nhé là các em hãy sợt các em hãy sort gần như là tất cả các cái vị trí tuyển dụng tương đồng mà công ty đó và các công ty khác cũng tuyển để các em xem xem là thông thường thì ở cái vị trí tuyển dụng và cái công việc như vậy thì nhà tuyển dụng họ sẽ trả cho các em như thế nào cái thì đó chính là cái mức lương trung bình của thị trường hoặc là các em có thể đọc một số những cái research về cái mức lương trung bình tại các cái vị trí tuyển dụng thông dụng của thị trường để các em có thêm những cái thông tin cần thiết thì cái đấy là cái đầu tiên à, thứ hai đấy là chúng ta sẽ phải dựa vào cái JD của nhà tuyển dụng thông thường nhá JD của nhà tuyển dụng họ sẽ ghi cái khoảng lương và nếu như ấy, mà mức lương của em nó vượt qua cái khoảng lương đó hoặc là quá thấp thì nó sẽ không đáp ứng được cái yêu cầu công việc của của nhà tuyển dụng. Nếu như mà trong trường hợp em đòi cao quá thì rõ ràng là em đang ở một cái mức gọi là over qualify đối với cả nhà tuyển dụng rồi đúng không? Còn nếu như giả sử trong trường hợp mà em thấp quá thì chưa chắc em đã đáp ứng được cái yêu cầu của nhà tuyển dụng thì đấy chính là cái thứ hai em cần phải dựa vào cái mức lương trung bình mà nhà tuyển dụng đưa ra trong dây đi sẽ là bao nhiêu và thứ ba các em cần phải dựa vào cái mức lương mà các em nhận được ở công ty cũ sau đó các em xem xem là khi mà chúng ta đến với công ty mới thì sẽ có hai phần một phần là phần lương để đảm bảo cái mức sống và cái mức chi tiêu sinh hoạt của các em một phần sẽ là cái phần lương mà các em cảm thấy happy và sẽ phấn cố gắng cũng như là phấn đấu với công việc thì các em nên cộng hai cái phần lương đó lại và chúng ta đưa ra một cái con số cụ thể cho nhà tuyển dụng. Ngoài ra khi mà chúng ta đưa ra một cái con số cụ thể đó thì chúng ta cần phải có cái sự chia sẻ đối với nhà tuyển dụng về cái lý do vì sao chúng ta lại đưa ra cái con số đó. Ví dụ như kiểu là chúng ta mong muốn mức lương 8 triệu mà chúng ta không đưa được lý do vì sao tao chúng ta lại đưa ra cái mức lương 8 triệu như vậy thì nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá đá luôn đó là em đang đưa ra một cái mức offer bừa offer bừa đây có nghĩa là chúng ta không có cái cơ sở gì để chúng ta đưa ra cái con số đấy cả. thì nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá rất là thấp những cái bạn ứng viên như thế. còn khi mà em đưa ra được một cái lý do cụ thể khi em đưa ra cái con số như vậy thì nhà tuyển dụng họ sẽ biết chắc chắn em là người đã có sự tìm hiểu sẵn về cái công việc đó. thứ hai em nghiêm túc với công việc đó em làm với một cái mục đích rất là rõ ràng và thứ ba ấy, đấy là giả sử trong trường hợp mà mức lương đó em chưa thực sự phù hợp đối với cả công ty ví dụ như kiểu là em cái khả năng của các em đang chưa đạt được ở cái mức độ đó hoặc là cái 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 mức lương đó đang cao hơn một chút so với cả cái mà công ty đang tuyển dụng chẳng hạn thì nhà tuyển dụng họ sẽ tìm cách để họ điều chỉnh cái mức lương đấy nó phù hợp với em cộng với cả một số những cái chế độ đãi ngộ khác. Ví dụ nhá, có rất là nhiều các bạn ứng viên ấy khi mà điêu lương với chị thì đã đưa ra một cái con số mà cao hơn một chút so với cả cái mức lương mà công ty có thể trả được cho bạn đấy thì đối với cả những người ứng viên như vậy chị sẽ hỏi sâu thêm về những cái cơ chế và cái chế độ đãi ngộ cũng như là mong muốn và nguyện vọng của bạn khi bạn bắt đầu tại một doanh nghiệp và chị đối chiếu xem rằng cái mà doanh nghiệp hiện nay đang có liệu có thể đáp ứng được cái mà bạn ấy đang mong muốn hay không thì khi mà đáp ứng được cái mà các bạn mong muốn ấy thì thường là chị sẽ đưa ra được một cái mức lương cộng với một số những cái chế độ khác dành cho bạn đó để có thể giúp cho bạn đấy thoải mái hơn khi mà bắt đầu một cái công việc mà một cái mức lương nó chưa được thực sự giống như mà bạn ấy mong muốn nhưng mà bạn ấy vẫn không cảm thấy rằng là mình bị thiệt thòi hay là không cảm thấy là mình có tương lai khi mà mình tại ở làm việc và tại cái doanh nghiệp đó thì đấy chính là cái cách mà chị hay lần làm việc với cả ứng viên thì uh, có rất là nhiều uh, bạn uh, à uh, ở đây ấy, thì chị thấy là có một bạn bạn tố uyên đang hỏi một cái câu chị thấy rất là hay thì chị sẽ xin phép là được trả lời tố uyên luôn thì câu hỏi của Tố Uyên là uh, với những cái bạn thực tập sinh ấy mà chưa có kinh nghiệm khi đi phỏng vấn mà bên nhà tuyển dụng nói là bên học sẽ và mà bên nhà tuyển dụng nói là bên học sẽ thực tập không lương, nhưng mà thực tập một thời gian thì mình đã biết nhiều hơn và mong muốn một mức lương trợ cấp thì nên nói như thế nào để cho nhà tuyển dụng họ nắm được những cái thông tin như vậy? Thì thứ nhất, đối với cả các cái vị trí tuyển tuyển dụng về thực tập sinh ấy thì có một số những cái công ty mà gần như là nó sẽ không có mức lương. Và sau đó thì sẽ có những cái cơ chế khác dành cho thực tập sinh. Ví dụ như kiểu là sau 3 tháng em làm việc tại công ty, nếu như mà em làm tốt thì em có thể được up lên làm nhân viên chính thức tại công ty đó chẳng hạn, hoặc là sau một thời gian mà em làm tốt thì công ty có thể gọi là offer một cái mức lương nào đó cho em thì chị nghĩ rằng là cái này nó sẽ rất là tùy vào cái cơ chế của công ty đó thì lời khuyên của chị đấy là trong cái buổi phỏng vấn em nên hỏi về cái lộ trình phát triển của cái vị trí thực tập sinh này trong công ty ví dụ em có thể hỏi rằng là uh, liệu là cái vị trí thực tập sinh của em có khả năng phát triển lên thành nhân viên chính thức hoặc là lên thành cộng tác viên có lương hay không. Và giả sử để có thể phát triển lên ở mức độ như vậy thì nhà bên nhà tuyển dụng hay là doanh nghiệp thì họ mong muốn em sẽ có cái thời gian làm việc tại công ty và những cái thành tích mà KPI mà em sẽ phải đạt được trong cái quá trình mà em làm thực tập sinh sẽ là gì. Thì lúc đó ấy, em có thể clear được với nhà tuyển dụng là em có thể có một cái mức lương khi em làm tốt tại công ty hay không không và em có thể đó lộ trình thăng tiến và phát triển tại công ty sau một khoảng thời gian làm việc hay không thì đấy chính là cái cách mà Uyên có thể khai thác được từ phía nhà tuyển dụng nhé Rồi, có một bạn hỏi chị là mình có nên hỏi lại nhà tuyển dụng là công ty sẽ có chế độ đãi ngộ gì cho phía nhân viên hay không? thì câu trả lời là chúng ta nên hỏi về chế độ đãi ngộ của chúng ta khi chúng ta làm việc tại công ty và như chị đã giải thích ban đầu ấy đấy là nhà tuyển dụng họ sẽ hoàn toàn welcome trong cái việc là kết nối và giải thích những cái thắc mắc của, của ứng viên đối với cả nhà tuyển dụng và họ sẽ không có cảm thấy là những câu hỏi đấy là những cái câu hỏi không nên hoặc là thiếu tôn trọng nhà tuyển dụng hay gì cả đơn giản ấy, em hãy hỏi về những cái chế độ đái ngộ tại vị trí mà hiện nay em đang ứng tuyển tại công ty sẽ là như thế nào thì rất là hy vọng nhà tuyển dụng có thể giải thích sâu hơn cho em bởi vì ấy, khi mà em không biết được rõ về cái chế độ đái ngộ của nhà tuyển dụng ấy mà em vào trong doanh nghiệp em làm việc với họ em cảm thấy bị uh, em cảm thấy rằng là em bị thất vọng hoặc là em cảm thấy là những cái gì ấy mà em được chia sẻ và được thực hiện để và được trao đổi với cả nhà tuyển dụng ấy nó không giống với những cái gì mà em tưởng tượng thì chắc chắn ấy là lúc đó em sẽ không thể nào mà em gắn bó với công ty được và chắc chắn là lúc đấy thì em sẽ cảm thấy rằng là rất là thất vọng với công ty đúng không thì chính như vậy ấy. nên là chị nghĩ rằng là em hoàn toàn là nên hỏi lại kỹ nhà tuyển dụng luôn Trong buổi phỏng vấn là cái chế độ mà em ở tại cái vị trí công việc mà em đang apply vào Thì nó cụ thể sẽ như thế nào để nhà tuyển dụng có thể giải đáp thêm những cái thắc mắc đấy cho em Còn giả sử trong trường hợp mà trong cái buổi phỏng vấn này em quên mất em không có nhớ để em hỏi về cái cơ chế và chế độ đối với nhà tuyển dụng thì lời khuyên của chị là sau cái buổi phỏng vấn em nên email lại cho nhà tuyển dụng hoặc là sau cái buổi phỏng vấn đấy em nên add zalo hoặc là skype của nhà tuyển dụng để em có thể chat thêm với nhà tuyển dụng thì như chị vừa trao đổi ấy, đấy là các anh chị làm về hr và tuyển dụng hiện nay các anh chị ý duy trì một cái mối quan hệ và kết nối rất là sâu đến với cả ứng viên của mình chính vì thế nên là thường là các anh chị ý sẽ hay chat hoặc là hay kíp contact với các em thông qua những cái hệ thống về trang mạng xã hội và những cái hệ thống về phần mềm chat thì chị nghĩ là cái điều đấy nó ở hiện nay nó rất là đơn giản và nó vẫn thể hiện được cái tính chuyên nghiệp và tôn trọng đối với cả nhà tuyển dụng thì các em đừng ngại trong cái việc hỏi những cái câu hỏi như vậy nhé ok à, chị sẽ tiếp tục đến một cái phần mà liên quan đến cái câu hỏi mà về uh, về về cái cách hỏi của nhà tuyển dụng thì vừa nãy chị đã nói về cái câu hỏi gọi là câu hỏi có cấu trúc thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái câu hỏi gọi là câu hỏi không có cấu trúc thì chị nghĩ rằng là đây mới là những cái câu hỏi khó mà các em sẽ cần phải lưu ý trong cái quá trình về phỏng vấn thì cái câu hỏi như thế nào gọi là câu hỏi không có cấu trúc à, đơn giản nhá đấy là khi mà chúng ta không biết được là nhà tuyển dụng sẽ hỏi cái gì và những cái câu hỏi đấy thì nó dựa trên những cái kinh nghiệm làm việc trước kia của các em rất là nhiều và dựa trên cái tình hình thực tế trong cái buổi phỏng vấn đấy thì đó là những cái câu hỏi không có cấu trúc Ờ, khi mà chúng ta áp dụng khi mà nhà tuyển dụng áp dụng những cái bộ câu hỏi không có cấu trúc ấy thì đơn giản ấy là nhà tuyển dụng họ muốn test xem là cái khả năng về việc xử lý vấn đề và hành vi của các em trong cái buổi phỏng vấn nó sẽ như thế nào bởi vì thông thường ấy là với những cái câu hỏi như thế này em không thể nào mà chuẩn bị trước trong trước buổi phỏng vấn được mà các em sẽ bị bất ngờ trong cái quá trình mà chúng ta phỏng vấn và cái cách đó cũng sẽ khiến cho các em dễ bị bộc lộ những cái nhược điểm của các em cũng như ấy là nhà tuyển dụng có thể test được thêm là cái khả năng về cái cái mức độ trust trong cái câu trả lời của các em và em có phải là cái người trung thực với cả câu hỏi và câu trả lời của nhà tuyển dụng hay không thì đấy là cái phần câu hỏi thứ hai với những cái câu hỏi mà không có cấu trúc như vậy thì thông thường nó sẽ mở đầu vào một cái câu hỏi bình thường nào đó ví dụ như kiểu là uh, những cái kinh nghiệm làm việc cũ của các em như thế nào và lý do vì sao mà các em lại nghỉ công việc đó thì đấy là cái câu hỏi mở đầu sau đó ấy, là họ sẽ hỏi liên tục liên tục các cái câu hỏi mà liên quan đến cái vấn đề mà các em vừa chia sẻ trước đó Ví dụ, họ sẽ hỏi rất là sâu là lý do các em nghỉ việc ở đấy thì tại sao mà các em không cố gắng để xử lý cái 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 vấn đề đó mà các em lại quyết định nghỉ việc luôn? Hoặc là trong cái quá trình làm việc thì em đã có những cái ấn tượng như thế nào tại công ty và tại cái nơi mà các em đã làm việc? Hoặc là trong quá trình làm việc ấy thì em có gặp cái vấn đề gì với khách hàng hoặc là đồng nghiệp của các em không? Thì đấy là những cái câu hỏi mà tiếp theo tiếp nối của cái câu hỏi mở đầu đó sau đó thì họ sẽ thường đưa ra những cái tình huống tương tự hoặc là đẩy cái mức cao hơn của cái tình huống đấy lên ví dụ em đã từng có những cái xích mích đối với cả đồng nghiệp và sếp thì em phải xử lý các cái tình huống đấy như thế nào và giả sử trong trường hợp mà sếp không đồng ý với cái phương án xử lý của em thì em sẽ phải tiếp tục xử lý cái vấn đề đấy như thế nào có nghĩa là họ sẽ liên tục liên tục đẩy cái mức căng thẳng của cái câu hỏi đấy lên cao nhất để xem xem là cái hướng xử lý của các em đối với cả cái câu hỏi đấy ra làm sao sau đó thì họ sẽ có những cái câu hỏi mở rộng thêm cho những cái tình huống đó ví dụ về, với, với doanh nghiệp của tôi cũng sẽ diễn ra những cái tình trạng như vậy cũng có thể là có những cái 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 vấn đề khúc mắc tương tự như vậy thì nếu như là bạn bạn sẽ xử lý cái tình huống đấy như thế nào thì đấy sẽ là những cái câu hỏi mở rộng để xem là giả sử em gặp lại một cái trường hợp tương tự như vậy ở một công ty mới thì em có hướng giải quyết như thế nào hay không hay là em sẽ quyết định là em nghỉ luôn, em nghỉ luôn tại công ty đó thì đấy là những cái câu hỏi mở rộng và cuối cùng ấy họ sẽ có những cái câu hỏi kết thúc Họ còn gọi câu hỏi kết thúc này thì thường là nó sẽ làm cho cái phần câu hỏi nó sẽ dịu hơn rất là nhiều và nó cũng sẽ không gây căng thẳng nữa. À, như kiểu rằng là họ sẽ hỏi luôn là em có câu hỏi gì với nhà tuyển dụng hay không, hoặc là nếu như giả sử được lựa chọn thì em sẽ lựa chọn cái phần giải quyết xử lý vấn đề với cả cái doanh nghiệp đó như thế nào thì đấy là những cái câu hỏi kết thúc. Nó sẽ làm cho cái không khí nó trở nên thoải mái hơn thì nó sẽ kết thúc một cái vòng hỏi của những cái câu hỏi mà nó không có cấu trúc thì cái phần câu hỏi không có cấu trúc này ấy, nó sẽ thông thường là được diễn ra uh, tại rất là nhiều các cái vị trí mà nó đòi hỏi phải có xử lý về cái mặt liên quan đến hành vi và tình huống rất là nhiều ví dụ như kiểu là các em đang tham gia vào các cái vị trí về kinh doanh về marketing hoặc là về chăm sóc khách hàng thì những cái câu hỏi này sẽ rất là thường xuyên được diễn ra uh, vậy thì những cái câu hỏi tình huống ấy mà nó uh, nó khó và chị rất là mong muốn được chia sẻ với các em thì nó sẽ bao bao gồm những cái câu hỏi tình huống như thế nào đầu tiên ấy là các em sẽ hay được hỏi những cái câu hỏi tình huống liên quan đến cái công việc mà các em đang ứng tuyển tại công ty Uh, ví dụ như kiểu rằng là các em sẽ uh, đang ứng tuyển vào một cái vị trí về nhân viên kinh doanh chẳng hạn thì nhà tuyển dụng họ sẽ hay hỏi em là làm như thế nào để em có thể bán một sản phẩm mà em cảm thấy tự tin nhất uh, giả sử như kiểu là em lựa chọn là em bán chiếc iPhone này chẳng hạn uh, vậy thì em có thể thuyết phục nhà tuyển dụng mua bằng được cái iPhone này trên tay em được hay không? thì đấy là những cái câu hỏi tình huống mà liên quan đến cái công việc mà các em đang ứng tuyển thì thông thường là những cái câu hỏi tình huống này ấy thì như chị đã nói ấy, là nó sẽ rất là hay hỏi khi mà các em tham gia vào các cái vị trí như kiểu là nhân viên kinh doanh hoặc là chăm sóc khách hàng bởi vì là những cái vị trí như vậy thì họ đòi hỏi xem là cái khả năng về xử lý tình huống và hành vi của các em như thế nào nên họ sẽ thường là hay hỏi những cái câu hỏi này để biết xem là liệu em có thể có khả năng và em có đáp ứng được cái yêu cầu cũng như là cái vị trí công việc này hay không thứ hai đấy là những cái câu hỏi mà kiểm tra về khả năng tư duy của các em chị muốn hỏi một chút là không biết là có bạn nào đã từng nghe những cái câu hỏi ở bên nước ngoài ví dụ như kiểu rằng là bây giờ tôi cho bạn 50.000 đi thì bạn có thể mua một thứ nào đó mà lấp đầy cái căn phòng này Ví dụ như thế chẳng hạn, hoặc là bạn làm như thế nào để bạn nhét một con voi vào trong tủ lạnh. Ví dụ như vậy thì đó là những cái câu hỏi mà họ hỏi về kiểm tra về khả năng tư duy ở bên nước ngoài. Thì ở Việt Nam hiện nay cũng đang dần dần là chuộng những cái câu hỏi về kiểm tra về cái khả năng tư duy như vậy, nhưng mà nó sẽ ở một cái hình thái khác và nó nhẹ nhàng và nó phù hợp với cả cái văn hóa của doanh nghiệp hơn. Ờ, thông thường ấy là đối với những cái doanh nghiệp startup ấy thì họ hay hỏi về những cái định hướng mục tiêu của các em đối với cả định hướng mục tiêu của công ty liệu nó có fit với nhau hay không thì đó cũng là những cái cách để họ có thể kiểm tra về cái khả năng tư duy rồi hoặc là em suy nghĩ gì về cái thị trường cũng như là về cái sản phẩm dịch vụ mà công ty đang cung cấp em nghĩ rằng là liệu những cái sản phẩm dịch vụ đấy nó có là những cái sản phẩm dịch vụ mà có thể phát triển trong tương lai được hay không thì họ cũng đã gần như là kiểm tra về cái mức độ tư duy của em rồi và cuối cùng đấy là những cái câu hỏi mà liên quan đến giải quyết vấn đề những câu hỏi mà liên quan đến giải quyết vấn đề thì thông thường là nó sẽ xử lý những cái công việc liên quan đến làm việc theo nhóm làm việc teamwork xử lý những cái mâu thuẫn đối với cả khách hàng hoặc là xử lý mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp với nhau thì đấy là những cái câu hỏi để test xem là khả năng giải quyết vấn đề của em như thế nào thì có một cái câu hỏi ấy mà chị rất là hay hỏi ứng viên đó là khi mà các em cùng làm việc với một bạn đồng nghiệp mà bản chất là bạn đồng nghiệp đấy lại có nhóm tính cách khác với các em ví dụ như kiểu là bạn đồng nghiệp đấy bạn ý uh, là một cái người mà bạn ý không có hợp để các bạn ý có thể làm việc và nói chuyện với em mà sếp lại đang giao cho hai bạn cùng một nhiệm vụ và hai bạn sẽ phải làm việc với nhau để có thể báo cáo lại cho sếp thì trong trường hợp như thế các em sẽ xử lý cái tình huống này như thế nào đấy là cái câu hỏi chị rất là hay hỏi các bạn Thứ hai, đấy là giả sử trong trường hợp mà khách hàng họ claim về sản phẩm dịch vụ của các em, khách hàng gọi điện trực tiếp cho em và khách hàng yêu cầu em sẽ phải xử lý cho khách hàng hoặc là gặp gỡ trực tiếp với quản lý cấp trên của các em thì trong trường hợp đó các em sẽ xử lý và giải quyết cái tình huống này như thế nào? Thì đấy sẽ là những cái câu hỏi mà liên quan đến giải quyết vấn đề. Những cái câu hỏi mà giải quyết vấn đề như thế này ấy thì nó đang được sử dụng rất là nhiều đối với format phỏng vấn tại Việt Nam. Bởi vì đấy là khi mà các em làm việc tại một doanh nghiệp ấy, các em không có kỹ năng giải quyết vấn đề và các em không có thể trả lời được những cái vấn đề mà thông thường sẽ phát sinh trong quá trình làm việc thì các em sẽ rất rất là dễ bị nản và chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có thể làm việc lâu dài đối với cả doanh nghiệp được. Nên doanh nghiệp thường là sẽ xem xem là liệu cái xu hướng xử lý vấn đề của các em tại cái công việc này nó sẽ diễn ra như thế nào. Để biết xem là liệu em có phù hợp với cả cái công việc của nhà tuyển dụng hay không. Rồi, có một bạn ấy thì có có một cái câu hỏi với chị thì chị cũng rất là mong muốn được chia sẻ luôn. Đấy là bạn Trúc Ngân là có thể chia sẻ về một số điều hay một số câu hỏi nên tránh khi phỏng vấn hay không thì chị nghĩ rằng là cái này ấy, thì nó sẽ là câu chuyện là nếu như nhà giả sử nhà tuyển dụng họ hỏi em rằng em có câu hỏi gì đối với cả nhà tuyển dụng hay không thì em nên chia sẻ và em nên hỏi lại nhà tuyển dụng như thế nào thì thứ nhất ấy, là trước trước đó ấy, thì chị đã trả lời một bạn đấy là bạn nên hỏi lại về nhà tuyển dụng liên quan đến cái chế độ của công việc mà tại cái vị trí ứng tuyển đó thì đó cũng sẽ là một cái câu hỏi mà các em có thể hỏi lại nhà tuyển dụng. Khi mà nhà tuyển dụng họ đặt câu hỏi về cái câu chuyện là em có câu hỏi gì đối với nhà tuyển dụng hay không. Thứ hai, đấy là chúng ta nên uh, hỏi những cái câu hỏi mà thiên về cái văn hóa và cái phong cách làm việc của công ty, cũng như là cái vị trí mà các em đang ứng tuyển. Những cái câu hỏi mà nó liên quan trực tiếp đến công ty và những cái vị trí mà các em đang ứng tuyển và cái uh, nhân sự trong công thì là những câu hỏi mà nhà tuyển dụng họ sẽ rất là mong muốn muốn nghe từ phía các em. Còn những cái câu hỏi mà nó không có đi đúng cái trọng tâm như vậy thì chỉ nghĩ là cần là những cái câu hỏi nên tránh ví dụ như kiểu rằng là các em đừng hỏi những cái câu hỏi kiểu là um, anh chị ơi ở đây thì có được nghỉ trưa hay không hay là có được ăn ăn sáng ăn trưa ăn tối gì đó tại văn phòng hay không hoặc là những cái như kiểu rằng là uh, nó không phù hợp với cả cái văn uh, cái văn hóa làm việc hay là cái công việc mà em đang upline chẳng hạn ví dụ như kiểu rằng là em hay hỏi những cái câu như là có rất là nhiều bạn hay hỏi chị những cái câu như thế này nhé là giả sử như kiểu là em không đỗ vào vị trí này thì em có thể được phép apply sang một cái vị trí khác tại văn tại công ty hay không? thì những cái câu hỏi như vậy ấy, nó thể hiện là các em chưa thực sự là chúng ta nghiêm túc với cái vị trí tuyển dụng đấy và chưa thực sự là chúng ta mong muốn được vào cái vị trí tuyển dụng đấy mà chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta tìm kiếm một cái công việc mà chúng ta sẽ làm ở trong thời gian tới thôi thì đấy là cái mà nhà tuyển dụng họ không có mong muốn nghe còn nếu như giả sử trong trường hợp mà chúng ta vẫn mong muốn hỏi những cái câu hỏi như vậy thì lời khuyên của chị là chúng ta nên áp chúng ta nên đề nghị trong cái việc là app zalo hoặc là skype của nhà tuyển dụng để chúng ta có thể chat chúng ta có thể chat và chúng ta có thể trao đổi thêm với nhà tuyển dụng thì những cái buổi mà chat và những cái buổi trao đổi như vậy ấy, nó không mang cái tính chất formal của một buổi phỏng vấn thì em hoàn toàn là có thể hỏi rất là nhiều các cái vấn đề thì nhà tuyển dụng họ cũng không có đánh giá gì em cả còn trong cái buổi phỏng vấn ấy, thì chúng ta chỉ nên tập trung trọng tâm vào cái công việc mà chúng ta đang apply, vào cái văn hóa và cái phong cách làm việc của công ty mà chúng ta sẽ hướng đến là gì thôi. Thì đấy là cái lời khuyên của chị nha. Thì đối với chị ý, thì phương pháp STAR là một trong những cái phương pháp được sử dụng khá là hiệu quả khi mà chúng ta giải quyết những cái câu hỏi mà liên quan đến tình huống hoặc là giải quyết vấn đề của nhà tuyển dụng họ đưa ra. Bởi vì ý, bản chất là những cái câu hỏi như vậy, các em không có được chuẩn bị trước và các em cũng không có uh, biết trước uh, trong cái buổi phỏng vấn uh, mà trước cái buổi phỏng vấn đó, mà trong cái buổi phỏng vấn đó thì các em mới được nhà tuyển dụng họ hỏi hoặc là họ uh, gọi là họ gợi ý ra cho các em chẳng hạn thì chúng ta có thể tìm hiểu bằng cái phương pháp STAR để có thể trả lời các câu hỏi đó. thì phương pháp STAR sẽ gồm có bốn chữ chính như sau, thì các em có thể nhìn thấy rồi đúng không? đầu tiên đấy là situation có nghĩa là cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết là gì cụ thể là cái mà nhà tuyển dụng họ đang đưa ra và bài toán mà họ đang muốn em giải là gì thứ hai đấy là các cái nhiệm vụ của các em các cái mục tiêu của các em là giải bài toán đó như thế nào thứ ba đấy là hành động của các em để xử lý các cái bài toán đó như thế nào và cái kết quả cũng như là cái kinh nghiệm mà em đã đúc rút được từ cái vấn đề và bài toán mà nhà tuyển dụng họ đang đưa ra là gì thì đấy là phương pháp star thì cái phương pháp star này các em có thể áp dụng cho rất là nhiều các cái câu hỏi về tình huống và xử lý vấn đề của nhà tuyển dụng mà chúng ta sẽ tránh cái tình trạng là chúng ta bị tâm lý và chúng ta không biết là phải bắt đầu trả lời từ đâu hay là sẽ phải làm như thế nào để có thể trả lời được hoàn chỉnh cái câu hỏi đó của nhà tuyển dụng thì chúng ta có thể ghi nhớ lại và chúng ta nghiên cứu thêm về phương pháp STAR để có thể trả lời được phỏng vấn thành công nhé rồi uh, trước khi mà vào cái phần liên quan đến giải đáp thắc mắc thì chị sẽ được chia sẻ một chút liên quan đến việc sau buổi phỏng vấn thì chị cũng có chia sẻ ngay từ phần đầu tiên đối với các em là nhà tuyển dụng hiện nay đang là trung điểm của một đoạn thẳng có nghĩa là nhà tuyển dụng họ có sự kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng với nhau chúng ta đừng sợ rằng nhà tuyển dụng họ sẽ xa rời các em hoặc là nhà tuyển dụng họ không có quan tâm đến các em sau buổi phỏng vấn nữa thì sau một cái buổi phỏng vấn đó lời đầu tiên đấy là chúng ta hãy cố gắng là gửi thư cảm ơn cho nhà tuyển dụng vì những cái mà nhà tuyển dụng họ đã tiếp đón các em và thể hiện rằng là em rất là tôn trọng cũng như là nghiêm túc với cả công việc và mong muốn có được cái kết quả sau cái bộ phỏng vấn đó. Thứ hai, đấy là chúng ta sẽ cố gắng là chủ động trong cái việc contact và kết nối đối với cả nhà tuyển dụng. Chúng ta có thể xin email, số điện thoại, thậm chí là chúng ta có thể chat với nhà tuyển dụng thông qua Zalo, Skype hoặc là Facebook, bất kỳ một cái hệ thống mạng xã hội nào để có thể kíp được contact với nhà tuyển dụng. Thì nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá rất là cao những cái bạn ứng viên mà bạn ý có cái sự chủ động như vậy đối với nhà tuyển dụng thì cũng thể hiện rằng là em rất là nghiêm túc với cả công việc đó. Thứ ba, đấy là chúng ta hãy cố gắng là chờ đợi cái mốc thời gian mà nhà tuyển dụng đã đề cập trong buổi phỏng vấn trước khi hỏi nhà nhà tuyển dụng cái kết quả phỏng vấn đấy là gì? Ví dụ nhà tuyển dụng hãy thường đưa ra là sẽ có kết quả trong khoảng từ 2 đến 3 ngày thì sau khoảng 2 đến 3 ngày chúng ta mới nên chủ động lại hỏi lại nhà tuyển dụng chứ chúng ta đừng là khi mà phỏng vấn về một cái thì chúng ta hỏi kết quả luôn thì cái này nó thuộc về cái quy trình của nhà của của, của tuyển dụng với từng doanh nghiệp khác nhau và cái này nó cũng rất là khó để cho nhà tuyển dụng có thể gọi là đáp ứng được hoàn toàn những cái mong chờ của các em. Ví dụ như kiểu là ngay lập tức ngày mai hoặc là ngày kia thì đã gọi là có kết quả ngay rồi thì chị nghĩ là cái điều đấy nó rất là khó. Và cuối cùng ấy, đấy là chúng ta cũng đừng cảm thấy rằng là cái việc mà tìm kiếm các cái cơ hội khác trong cái quá trình mà chờ đợi kết quả nó là một cái gì đó nó không được đúng cho lắm. Thì chị nghĩ rằng là trong cùng một thời điểm ấy, chị cũng có khuyên rất là nhiều bạn là chúng ta hãy apply và chúng ta phỏng vấn khoảng 2 đến 3 doanh nghiệp để chúng ta có thể có những cái cơ hội khác nhau chúng ta lựa chọn và chúng ta cũng không cảm thấy là chúng ta sẽ bị hẫng khi mà chúng ta bị uh, trượt trong một cái buổi phỏng vấn nào đó thì uh, chị nghĩ rằng là cái việc mà các em đi phỏng vấn khoảng 1 đến hai nơi Và thậm chí là ba nơi thì cũng không có một cái vấn đề gì cả và hoàn toàn là nó rất là Open trong cái thời đại hiện nay nhưng mà ấy, chúng ta hãy cố gắng là chúng ta đừng đi phỏng vấn quá nhiều Ví dụ như kiểu là có rất là nhiều bạn bạn ý nói với chị rằng là một thời điểm bạn ý đi phỏng vấn tận 10 nơi 20 Nơi. Thì chị nghĩ như thế là quá nhiều Mà chúng ta chỉ nên lựa chọn khoảng tầm từ 3 đến tối đa là 5 nơi Để chúng ta apply và chúng ta đi phỏng vấn thôi Và chúng ta có thể chờ đợi cái kết quả của 2 đến 3 công ty Mà chúng ta đang phỏng vấn Để chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội cá nhân của chúng ta Thì cái đấy là cái lời khuyên cuối cùng của chị